Nghe nói có rất nhiều người muốn khiêu chiến với Nghiêu Hữu Đạo, hơn nữa hắn cũng đã đồng ý, sáng sớm ngày mai sẽ đối chiến ở Bắc Sơn Phi Bộc Đài ngoài thành, có thật không? Phải thì sao, liên quan gì tới ngài? Ta muốn đi xem, chuyện đặc sắc như vậy mà ngươi không muốn xem sao? Tên bại hoại kia, ta rất muốn xem hắn bị người ta đánh cho rơi răng đầy đất. Không được, không phải viên cương không đến sao, ngươi còn sợ cái gì? Lại nói, ở Kinh Thành, chúng ta còn có thể xảy ra chuyện gì nữa hay sao? yên tâm, sẽ không sao đâu. Ngài nói những điều này với thần cũng vô dụng, thần không thể quyết được chuyện ngài có thể xuất cung không. Được rồi, ta sẽ đi xin mẫu hậu, chỉ đi dạo quanh kinh thành thôi, nhất định mẫu hậu sẽ đồng ý. Hôm sau, ba chiếc xe ngựa có vẻ phổ thông dừng ngoài cửa hông bên ngoài tường Hoàng Cung. Đổi thường phục, Hạo Thanh Thanh lại giả nam trang nghênh ngang từ trong cửa đi ra, bùi nương tử là hộ vệ theo nàng xuất hành, Lưu Phong Hải, xài phi đi theo. Cân nhắc đến tình huống phức tạp ở kinh thành, đặc biệt là lần này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra không chỉ có ba hộ vệ đi theo công chúa mà còn có thêm sáu tu sĩ nữa cùng rời cung giống như hạo thanh thanh chín pháp sư tùy tùng cũng đều cải trang hạo thanh thanh cùng bùi nương tử lưu phong hải sài phi cùng ngồi chiếc xe ngựa đi giữa sáu người khác chia đôi ra ngồi vào hai chiếc xe trước sau xe ngựa lăn bánh không bao lâu sau hạo thanh thanh ngồi trong xe ngựa đã sốt ruột không chờ được nữa sao chậm thế nhanh lên một chút nhanh lên một chút đến trễ sẽ không tìm được vị trí tốt. Bắc Sơn phi bộc đài, thực cũng giống tên, một thác nước cực lớn phi thẳng từ trên trời xuống, khí thế kinh người. Trên thác nước có một mặt núi đá cực kỳ hùng vĩ bằng phẳng, nên được gọi tên là phi bộc đài. Đã có không ít người tập trung xung quanh, có rất nhiều người vẫn chưa lộ bộ mặt thật, thì thoảng lại nhìn trời, có không ít người đang trâu đầu ghé tai thì thầm. Ở một nơi có địa thế cao hơn tương đối thích hợp quan chiến, Hồ Diên Uy cũng ở đó, người đứng ở đây đại khái đều là người có thân phận địa vị mặt trời lên cao lắm rồi, sao người còn chưa tới? Hồ Diên Uy lẩm bẩm tự hỏi, thì thoảng lại chống hai tay vào lưng, có vẻ không thoải mái, cái chính là mông y còn chưa lành hẳn. Đáng lẽ không có chuyện gì của y, thậm chí là y không biết đến việc này. Vừa vặn y đang bị thương, phải ở nhà, không thể chạy loạn, chán rũ người bèn tán gẫu với các pháp sư trong nhà, vô tình nghe nói đến chuyện này. Được biết các pháp sư trong nhà cũng muốn đi xem chuyện gì xảy ra, còn y thì nhàn đến phát chán, liền mặt dày mày dạn cầu pháp sư đưa mình tới xem giải sầu. Hoành Thúc, những người kia đều là pháp sư sao? Từ trên cao nhìn xuống, Hồ Diên Uy chỉ chỉ đám đông xung quanh, hỏi. Hoành Thiên Đoạn, là nhân vật số 2 trong số các pháp sư trong phủ Hồ Diên tướng quân, lúc này cũng cải trang. Đại khái là vậy, Hoành Thiên Đoạn gật đầu. Hồ Diên Uy hỏi, không ít người cũng đeo mặt nạ giống Hoành Thúc, có phải đều là pháp sư trong các cao môn đại viện trong kinh thành? Không biết nữa nhưng cũng có không ít người như vậy đến. Đúng lúc này, mấy chục tu sĩ ở chỗ cao hơn rối loạn tưng bừng. Diện tích chỗ này có hạn, không chứa được quá nhiều người, đột nhiên lại có thêm 10 người nữa chen vào, có mấy người đứng đây từ nãy tránh ra nhường ra vị trí quan chiến tốt nhất. 10 người chen lên chính là mấy người Hạo Thanh Thanh, Bùi Nương Tử có thân phận hộ pháp đại nội, kín đáo lộ ra thân phận, đương nhiên sẽ có người nhường chỗ ngay. Hồ Diên Huy quay đầu liếc nhìn sang, sửng sốt hỏi, sao ngài lại tới? Hạo Thanh Thanh cũng sửng sốt, không ngờ Hồ Diên Uy lại cũng đến chỗ các tu sĩ tập hợp này, trợn mắt hỏi, đây không phải nhà ngươi, sao ta không thể tới. Hồ Diên Uy khinh thường phất phất tay, nghiêng đầu quay sang chỗ khác. Hạo Thanh Thanh a à một tiếng, đột nhiên đá ra một cái trúng mông Hồ Diên Uy, muốn đạp y xuống núi. A, à, bị đá trúng chỗ đau, suýt nữa Hồ Diên Uy nhảy dựng lên. Mấu chốt là y đang đứng ở vách núi, trúng một đạp này, y lảo đảo suýt nữa ngã xuống may sao có hoành thiên đoạn ở bên cạnh, đưa tay bắt lấy tay hô diên uy kéo lại, cũng quay đầu nói công chúa, xin tự trọng. Công chúa, bùi nương tử nhẹ nhàng quát lên một tiếng, cũng kéo hạo thanh thanh lại, cùng xài phi chắp tay hành lễ, sư huynh. Hoành thiên đoạn ừ một tiếng, quay đầu đi, không nói gì nữa. Bọn họ đều là tu sĩ phái bảo hoàng, hơn nữa còn là sư huynh đệ đồng môn của phái bảo hoàng. Vì hô diên gia không phát triển thế lực trong giới tu hành, hồ diên vô hận không làm việc cướp tiền tài trắng trợn nên không có tài lực phát triển thế lực ở mảng này có điều hoàng đế lại thích điều này chính ông ta còn tự phái pháp sư đến hồ diên ra bảo vệ hạo thanh thanh hừ lạnh rõ ràng có vẻ không vừa mắt với hồ diên uy nhưng điều thực sự khiến nàng bất mãn vừa thấy hồ diên uy đã nổi giận là vì phụ hoàng lại muốn gả mình cho tên hỗn đản thường lăn lộn trốn thanh lâu này ồ chợt hạo thanh thanh phát hiện ra chuyện gì rất đáng mừng chỉ chỉ hồ diên uy sung sướng cười nói, khóc kìa. Hồ Diên Uy, chỉ một đá nhẹ như vậy, dẫm còn kiến còn không chết, ngươi lại khóc. Ngươi có phải nam nhân không? Một đám người đồng thời nhìn sang Hồ Diên Uy, đúng là hai mắt y đang ngấn lệ, những ai không biết y đang bị thương ở mông đều khá kinh ngạc. Ngươi, Hồ Diên Uy cực kỳ bi phẫn, một tay che mông, một tay chỉ vào Hảo Thanh Thanh. Y là kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không kêu được, không thể nói với mọi người rằng mình bị lão tử đánh mông, nhưng đối phương lại là công chúa mình không thể đánh lại y cũng từng nghe nói hoàng đế có ý định gả cô công chúa điêu ngoa này cho hô diên gia có ý thông gia với hô diên gia nhưng hình như thái độ của phụ thân khá trung lập có vẻ không muốn làm thông gia với hoàng gia bị cuốn vào hoàng gia là dính vào cả đống thị phi mà y cũng không muốn làm phò mã cả đời không đứng thẳng lưng được lại thêm hạo thanh thanh điêu ngoa ghê gớm y rất ghét nữ nhân này cưới về nhà mình còn sống nổi sao Hoàng Thiên Đoạn cũng không thèm nhìn tới, giơ tay đè cánh tay của Hồ Diên Uy đang chỉ hạo thanh thanh xuống. Bùi nương tử cũng giữ hạo thanh thanh lại, ra hiệu nàng nên yên phận. Trên thực tế, mấy sư huynh muội đều hiểu, có một số việc, không phải Hồ Diên ra cứ khéo léo từ chối là có thể chối được. Hoàng đế chắc chắn phải kết thân với Hồ Diên ra rồi, chỉ là thấy Hồ Diên vô hận khéo léo từ chối như vậy, nên ông ta vẫn chờ cơ hội thích hợp thúc đẩy mà thôi. Công chúa này được giữ đến tận tuổi này chưa gả, nói trắng ra là chuẩn bị cho hô diên ra sợ là sớm muộn gì đôi oan gia này cũng phải trở thành phu thê nguyên nhân rất đơn giản hô diên ra nắm đội thiết kỵ mạnh nhất nước tề thậm chí là mạnh nhất cả thiên hạ mà hô diên vô hận chính là quân hồn của kiêu kỵ quân không phải ai cũng có thể thay thế được hạ bệ hô diên vô hận không còn quan hồn thêm vô số nhân tố khác tác động sợ là kiêu kỵ quân đệ nhất thiên hạ sẽ không còn tồn tại nữa việc này có quan hệ đến quốc lực nước tề không thể làm bậy thử hỏi dưới tình huống như vậy, làm sao hoàng đế có thể thả lỏng thân cận với hô diên gia? Chuyện kết thông gia là buộc phải làm. Lão đại và lão nhị hô diên gia đều đã đón dâu từ lâu, đương nhiên hoàng đế đã nhìn chúng hô diên uy. Mà đến giờ hô diên uy cũng coi như trưởng thành rồi vẫn chưa có lão bà, không phải là vì không đủ điều kiện, mà là ai cũng hiểu, ai dám cướp nữ tế hoàng đế vừa mắt chứ. Hai người có ngứa mắt với nhau cũng vô dụng, hô diên uy người mang ô danh thường lăn lộn điên rồi trốn thanh lâu cũng vô dụng, hoàng đế sẽ không quan tâm đến chuyện này. Đại thế còn đó, đội oan gia này sớm muộn gì cũng thân bất do kỳ mà phải hợp lại cùng nhau. chương 419, cái thứ không biết trời cao đất rộng. Hạo Thanh Thanh xuất hiện khiến cho Hồ Diên Uy khá mất hứng, không muốn ở lại nữa, tức giận nói, rốt cuộc nghiêu hữu đạo kia có tới không. Hạo Thanh Thanh đang nhìn từ phía, theo bản năng đáp lại, vẫn chưa đến. Hồ Diên Uy quay lại nhìn nàng, sao người biết hắn không tới? Người nhận ra hắn sao? Hạo Thanh Thanh lại vui sướng khiêu khích hất cảm Dương Dương đắc ý nói, có ai như ngươi, bại hoại, tầm nhìn thấp kém, ngoài mấy tiện nhân ở Thanh Lâu ngươi còn có thể nhận ra được ai. Không sai, ngươi nghe kỹ cho ta, ta biết nhiều hữu đạo này, còn cùng ăn cơm với hắn kia. Ngươi có ghen tị không? Thật hay giả, hô Diên uy sửng sốt, rồi phì cười. Nữ nhân này làm sao quen nhiều hữu đạo chứ? Y châm chọc, chịu phục, đương nhiên chịu phục. Ngươi là công chúa, ta dám không phục sao? nhưng thái độ của y chẳng chịu phục chút nào, rõ ràng đang châm chọc. Hạo Thanh Thanh lại nổi điên xù lông lên mắng, đồ dâu mép kia, ngươi ăn nói kiểu gì đấy. Ha ha, không được cười, có điều nào trong vương pháp quy định ta không thể cười. Hạo Thanh Thanh rút chủy thủ bên hông ra muốn đánh y, để ta cạo lông mép giúp ngươi nhé. Nhưng bùi nương tử sao có thể để cho nàng làm được điều này, chỉ ấn lên vai nàng một cái, nàng đã không thể động đậy rồi. Mấy người cũng quen nhìn đôi oan gia này cái cọ rồi, Người quen ai cũng biết, hai vị này vừa gặp nhau đã cãi nhau. Đương nhiên, thường thường vẫn là Hồ Diên Uy chịu thiệt. Hết cách rồi, người ta là trưởng công chúa đó, ngươi không thể mắng lại, là tội sỉ nhục hoàng thất, càng không thể đánh lại, đương nhiên là phải chịu thiệt. Đầu đó bên dưới, Tô Chiếu đã cải trang cũng được mấy người vây quanh bảo vệ. Thì thoảng nàng lại nhìn mặt trời đang bay lên cao dần, thấp giọng hỏi Tần Nguyên cũng cải trang bên cạnh, sao còn chưa tới? Tần Nguyên đáp, không biết có phải hắn đổi ý rồi không? Tô Chiếu không nói gì, cũng không khẳng định được, chỉ có thể nói là có khả năng. Trong đình viện vẫn còn vết máu hôm qua, lệnh hồ thu và phong ân thái thấp thỏm chờ ở chính điện, thiết hoảng lại nhìn trời. Mặt trời lên cao lắm rồi còn chưa thấy nhiều hữu đạo đâu, có nên tới phi bộc đài nhận khiêu chiến không? Một lúc lâu sau, mấy người nhiều hữu đạo mới từ trong viện đi ra. Thấy hai vị đang chờ bên ngoài, hắn chắp tay chào lệnh hồ thu trách, lão đệ để chúng ta chờ thật lâu đó. Như hữu đạo kinh ngạc, chờ ta làm gì? Lệnh hồ thu lườm y, không phải ngươi muốn tới phi bộc đài đối chiến với huyền tử xuân sao? Bọn chúng ta đang muốn xem lão đệ đại triển hùng phong đó. Ha ha, hóa ra là muốn xem trò vui. Như hữu đạo cười cợt, quay sang dặn đoạn hổ cầm đầu mấy người sau lưng, các người đi trước đi, cẩn thận một chút. Vâng, đoạn hổ đáp lại, cầm hai cái bao lên, dẫn theo 10 cao thủ ba phái rời đi cho thủ hạ đi trước sao phong ân thái không hiểu hỏi khi nào ngươi lên đường đương nhiên ta đi bây giờ hai vị muốn đi cùng ta sao đương nhiên hai người một đáp lại một gật đầu xác nhận được vậy cùng đi nghiêu hữu đạo đa tay ra mời dẫn đầu đoàn người nhanh chóng đi qua đình viện ra cửa ngoài cửa tỏa kỵ đã chờ sẵn mấy người xoay mình lên ngựa tiếng vó ngựa không nhanh không chậm gõ lộc cộc ở nơi kinh thành phồn hoa một lúc sau phong ân thái đi tới một chỗ dễ phát hiện ra không đúng đường Thời gian y tới kinh thành không ngắn, xem như tương đối quen thuộc địa hình nơi này, nên hỏi tiểu lão đệ, đây không phải đường ra thành Bắc. Người muốn đi đâu vậy? Như hữu đạo đáp, đương nhiên là đi bái phỏng quý nhân trong thành. Lệnh hồ thu lại ngửa đầu nhìn trời, quay lại hỏi, giờ là giờ nào rồi ngươi còn có lòng thành thơi đi bái phỏng người? Sợ là bên phi bộc đài đã chờ suốt ruột lắm rồi. Phong ân thái cười ha ha, tiểu lão đệ đang làm bộ, cố ý muốn bỏ mặc huyền tử xuân kia chờ sao? Nếu vậy, May là chúng ta không tới đó trước, nếu không không biết sẽ phải đợi đến khi nào. Ai ngờ Nghiêu Hữu Đạo lại hỏi ngược lại, không phải hai vị thực sự cho rằng ta sẽ chạy đến phi bộc đài ứng chiến thật chứ? Hắn hỏi vậy khiến cho hai người kia cùng há hốc mồm, hai bên trái phải kinh ngạc cực độ quay sang nhìn hắn, cực kỳ khó tin, như thể mình vừa nghe lầm vậy. Phong ân thái hỏi, người không tới. Nghiêu Hữu Đạo phẩy tay, chẳng lẽ lão ca thấy ta rảnh rỗi vậy sao? Tại sao ta phải đi? Một kẻ nào đó chạy đến khiêu khích ta, Ta còn chẳng biết là ai, đầu có bệnh mới đi. Con mẹ nó, chuyện gì thế này, quá không giống lẽ thường đi. Tâm tư lệnh hồ thu hơi rối loạn, hơi cao giọng hỏi, vậy ngươi đồng ý với người ta làm gì? Ngươi đồng ý nhận lời khiêu chiến của người ta để làm bia đỡ cho việc lâu nay ngươi ngươi từ chối lời khiêu chiến của bao nhiêu người, giờ tin tức này công khai rồi, sợ là tất cả giới tu hành trong kinh thành đều biết. Với tiếng tâm hiện giờ của ngươi, lúc này, ta dám cam đoan thế lực khắp nơi trong kinh thành đều có người tới phi bộc đài quan sát đấy. Nếu người hủy, không khác nào tự vả vào mặt mình trước mặt mọi người, sợ là sau này sẽ cực kỳ bất lợi với danh tiếng của mình. Sau này, dù đi tới đâu cũng sẽ bị người ta châm chọc. Như hiểu đạo nhuẩn cười, sau đó ta sẽ nói với người ta, lệnh hồ huynh là huynh đệ kết bái của ta, chúng ta có nạn cùng chịu. Có người châm chọc ta, người nhớ giải thích thêm giúp ta. Kết bái huynh đệ, phong ân thái sững sờ, nhìn qua nhìn lại khuôn mặt hai người y còn không biết hai người đã kết bái cũng không nghe thiên ngọc môn nói gì lệnh hồ thu giật giật khóe miệng không thể tin nổi ta đang nói chuyện tử tế ngươi lại không nghiêm túc ngươi không đi thật sao ta tới làm gì không phải ngươi không biết ta còn phải làm việc lớn nào có hơi đâu đi chơi cùng mấy kẻ kia lệnh hồ thu chỉ phía bắc khẳng định đang có rất nhiều tu sĩ tập hợp ở bên đó trong đó nhất định có không ít nhân vật có máu mặt ngươi lừa hết tất cả bọn họ một trận trêu cho họ bực mình sau này ngươi còn muốn bay nhảy làm việc ở kinh thành nữa không như hữu đạo nhún nhún vai ta có đi xin bọn họ đâu có thể trách ta sao lệnh hồ thu triệt để không nói được gì nữa rồi chỉ 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 hắn xem như ngươi lợi hại phong ân thái lại quan tâm đến vấn đề khác hai người các ngươi đã kết bái huynh đệ sao không giống à như hữu đạo lắc lư trên lưng ngựa hỏi ngược lại lại trêu không phải cùng cha mẹ sinh ra ngoại hình không giống nhau cũng dễ hiểu hắc mẫu đơn đi sau nhoẻn cười Lệnh hồ thu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu với phong ân thái xem như thừa nhận, lại quay sang nói với nghiêu hữu đạo, ngươi đừng có lảng sang chuyện khác nữa. Nói chuyện chính đi, ngươi lừa nhiều người như vậy thì thôi, mấy người khiêu chiến không thấy ngươi đến sẽ càng cho rằng ngươi sợ hãi không dám ứng chiến. Đến lúc ấy, ta thấy người đừng mong làm được việc gì nữa. Nghiêu hữu đạo thở dài, huynh trưởng lo xa rồi, việc này không đáng lo, ta tự có cách xử lý. Hắn vung nhẹ ống tay áo, tay áo bay lên, lại xếp vào nếp vừa nháo vừa đi tới trước cửa một trạch viện trên cửa có biển ghi hai chữ tạp phủ đoàn người ngựa dừng lại đứng ở cửa nghiêu hữu đạo ngẩng đầu nhìn tấm biển lại quay sang hắc mẫu đơn hỏi xác nhận chứ hắc mẫu đơn đáp xác nhận hiện tả lão đại nhân đang ở nhà nghiêu hữu đạo phất tay ra hiệu hắc mẫu đơn nhảy xuống ngựa tới phòng gác cổng đưa bái thiếp lên lệnh hồ thu và phong ân thái nhìn nhau hóa ra không phải nói chơi là tới bái phỏng quý nhân thật Phong ân thái trầm giọng nói, đây là phủ đệ của đại hành lệnh nước tề tả Đức Tụng. Nghiêu Hiếu Đạo, người đang muốn dở cho gì? Nghiêu Hữu Đạo chỉ cười không nói, nhảy xuống tỏa kỵ, đừng chờ bên cạnh tả phủ. Phí bộc đài, mấy người đoạn hổ bay lên núi, không thèm để ý mấy người đang ồn ào, xông thẳng tới bãi đất trống để so đấu. Bọn họ vừa xuất hiện, rất nhiều người chờ đến suốt ruột bỗng phấn chấn, cả đám người rối loạn cả lên. chương 420, trưởng công chúa nợ tiền ngươi. Một, từ trên cao, Hồ Diên Uy cũng hào hứng. Đáng lẽ, vì có Hạo Thanh Thanh ở đây, y không muốn ở lại nữa, nhưng Hoành Thiên Đoạn ở đây không thể chiều theo y mặc cho y đòi đến thì đưa đến, muốn đi thì đưa đi, Hoành Thiên Đoạn còn muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên y chỉ có thể tiếp tục ngốc ở đây. Giờ thấy có người lên sân khấu, y cũng rất muốn gặp nhân vật dám giết sứ thần một nước trong truyền thuyết này, vội hỏi, như hữu đạo là ai? Là người đi đầu kia sao? Hoàng Thiên Đoạn cũng đang quan sát xem ai là Nghiêu Hữu Đạo, không dám trả lời chắc chắn. Hạo Thanh Thanh nhìn người đến, phát hiện không có viên cương, khá bất mãn xì một tiếng, người đến không có Nghiêu Hữu Đạo, đi đầu là thủ hạ của Nghiêu Hữu Đạo tên Đoạn Hổ. Nghiêu Hữu Đạo trẻ hơn gãi nhiều, đám người bên cạnh nhìn theo tay nàng, Hồ Diên Uy cũng vậy, không ngờ nàng còn có thể gọi ra tên người vừa tới, kinh ngạc hỏi, ngươi nhận ra Nghiêu Hữu Đạo thật sao? Hừ, Hạo Thanh Thanh hất cảm kiêu ngạo, có vẻ cực kỳ xem thường, hoành thiên đoạn nghe vậy nhìn sang bùi nương tử bùi nương tử khẽ gật đầu ý là hạo thanh thanh nói không sai bên dưới đám người tô chiếu cũng đang thấp giọng hỏi tần miên bên cạnh người đi đầu là nghiêu hữu đạo sao tần miên ngờ vực hỏi ta cũng chưa từng gặp nhưng có vẻ không phải nghe bên dưới tả thì trông nghiêu hữu đạo phải rất trẻ mới đúng lúc này bốn phía xôn xao hầu như chỉ hỏi một câu như vậy đoàn người mới tới đứng trên tràng đoạn hổ lạnh mắt nhìn bốn phía đột nhiên thi pháp quát lên, huyền tử xuân ở đâu. Từ giữa đám người, một phụ nữ đột nhiên lắc mình lướt ra, hạ xuống trước mặt đoạn hổ, đưa tay gỡ mặt nạ, chính là huyền tử xuân. Nàng đã cung kính bồi thiếp đã lâu, sao vẫn chưa thấy Ngưu hữu đạo hiện thân. Lúc này, huyền tử xuân rất kích động, có bao nhiêu người đang nhìn nàng như vậy, biết đâu nàng có thể công thành danh toại ngay hôm nay. Nhưng chi có đám người đoạn hổ xuất hiện, không có nghiêu hữu đạo. Nhưng với nàng, dù nghiêu hữu đạo không xuất hiện, không dám ứng chiến, hôm nay danh tiếng của nàng cũng đại chấn, sau này người trong thiên hạ nói đến Ngưu Hữu Đạo tất sẽ nhắc đến Huyền Tử Xuân nàng, đều sẽ nói, Ngưu Hữu Đạo sợ nàng, không dám ứng chiến. Huyền Tử Xuân nhìn từ phía, có rất rất nhiều người đang quan tâm đến mình, cả đời này nàng chưa bao giờ được nhiều tu sĩ quan tâm như vậy. Tình cảnh này khiến cho cảm xúc của nàng dâng trào, nhiệt huyết sôi sục, lớn tiếng hỏi, vì sao Ngưu Hữu Đạo không đến? Là sợ chết không dám tới ứng chiến. Đoạn hổ xem thường ra mặt, chỉ ném hai cái bao tới trước mặt nàng cười lạnh nói tự mình xem đi huyền tử xuân nghi hoặc một trường cách không đập chúng hai cái bao rách tan phải vun tung bay như hồ điệp hai cái đầu người thình lình xuất hiện trước mặt mọi người thấy rõ hai cái đầu kia là của ai huyền tử xuân tái mặt kinh sợ đến mức lảo đảo lùi lại hai bước trong đám người có người nhận ra kinh ngạc thốt lên là hai đồng bạn của huyền tử xuân các ngươi huyền tử xuân ngẩng phát đầu tuy nàng không biết đối phương có ý gì nhưng cũng nhận ra được nguy hiểm Đạo gia há là người mà người có thể trêu chọc, cái đầu không biết trời cao đất rộng, tự mình muốn chết, không thể trách người khác. Đoạn Hồ cười lạnh phất tay ra hiệu, 10 tu sĩ kim đan kỳ sau lưng loạt soạt lướt ra, chớp mắt, đồng loạt ra tay với Huyền Tử Xuân. Vừa ra tay đã không có lưu tình nói chuyện, vừa ra tay chính là sát chiêu. Vừa ra tay là muốn mạng của Huyền Tử Xuân. 10 người này đều là tinh nhuệ của ba phái phái tới bảo vệ Ngưu Hữu Đạo, thực lực của Huyền Tử Xuân không so nổi với bất kỳ ai trong số họ. Bị 10 cao thủ tập kích, thậm chí Huyền Tử Xuân còn không đối chiến với Ngưu Hữu Đạo như trong tưởng tượng, chỉ sợ hãi hết hồn hoảng hốt bỏ chạy, không trốn không được, có đánh được đâu. Nhưng bất ngờ như vậy Huyền Tử Xuân muốn chạy cũng không kịp nữa, hoảng hốt vung kiếm chống lại. Keng, hai kiếm chạm nhau, thực lực chênh lệch lớn, Huyền Tử Xuân vừa nhảy lên chạy trốn liền bị chấn cho rơi xuống đất lảo đảo. Một bóng roi lao vút lên quấn lấy cổ chân nàng, kéo lại. Nàng lảo đảo, bị lật sấp, thất kinh rơi xuống nàng vung kiếm muốn phản kháng lại thì bị một cây roi cuốn vào cánh tay hai roi liên hợp chớp mắt đã quăng nàng lên không trung mấy nguyệt luân trên không trung đang lượn vòng chém tới veo veo vù vù nguyệt luân liên hợp hai roi xé ra một chùm mưa máu giữa không trung nguyệt luân vẩy máu quay lại tay đệ tử lưu tiên tông đệ tử linh tú sơn quật roi thu lựa huyền tử xuân mới lúc trước sôi trào ý chí chiến đấu hiện giờ chỉ còn là mấy mảnh đẫm máu rơi xuống đất từ lúc giao thủ đến khi kết thúc chỉ bằng vài cái chớp mắt đối tượng bị vây công không có sức hoàn thủ tình huống bất ngờ xảy ra này khiến cho mọi người trở tay không kịp còn chưa kịp phản ứng mọi chuyện đã kết thúc đoạn hồ chậm rãi nhìn một vòng ánh mắt túc sát thần sắc lạnh lùng chưa bao giờ gã dám nghĩ tới mình có thể có được như ngày hôm nay có thể xuất lĩnh một đám tu sĩ kim đan kỳ đăng chàng dương oai trước mặt tu sĩ trong thiên hạ cũng làm sao dám ngờ được mình có thể vinh mặt trước bao người nhờ danh khí đạo gia tất một màn này sẽ lưu truyền sôi sùng sục trong giới tu sĩ, mà gã, đương nhiên, sẽ được nhờ. Những kẻ từng coi gã thấp kém, những kẻ từng xem thường gã đều sẽ biết, đoạn hổ gã không còn là đoạn hổ trước kia nữa. Không phải là đoạn hổ phải chạy khắp nơi khép nép cầu xin người khác nữa. Đệ tử ba phái vừa ra tay vừa buồn bực lại vừa ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Buồn bực là vì nhiều người như vậy, trước mặt bao người khi dễ một nữ nhân yếu đuối, thắng được cũng có đẹp mắt lắm sao. Trăm mối cảm xúc mổn ngang chính là, ba phái chưa bao giờ đắc ý trước mặt bao người như vậy, mấy người đã được trải qua hình như đã nghiện. Đi, đoạn hổ hô lên một tiếng, dẫn người người bay vút đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn theo đám người bất ngờ tới liên thủ làm thịt huyền tử xuân dám khiêu chiến như hữu đạo rồi bất ngờ bỏ đi. Đến đi đều vội vàng, tất cả mọi người không kịp phản ứng, người tới đã giết người xong xuôi. Đợi nửa ngày, huyền tử xuân khiêu chiến như hữu đạo kết thúc rồi sao? Đám người ngạc nhiên nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn vũng máu cùng vài đoạn tay gãy chân gãy ở hiện trường. Một nữ nhân vừa rồi còn sống sờ sờ hăng hái nhảy ra đang tràng lại bị cắt nhỏ như vậy sao? Đi thôi, Hoành Thiên đoạn nghiêng đầu nói với Hồ Diên Uy. Hồ Diên Uy còn đắm chìm trong cảnh vừa rồi vẫn chưa tỉnh lại được, sững sờ nhìn chằm chằm cảnh máu me dưới đó, hỏi Hoành Thúc, vậy là xong rồi sao? Như Hữu đạo còn chưa tới mà, Hạo Thanh Thanh chỉ cau mày quay đầu đi, tựa hồ như không đành lòng nhìn cảnh máu me tàn bạo này, Nghe Hồ Diên Uy nói vậy, khinh bỉ quay sang mắng, ngu xuẩn. Huyền tử Xuân đã bị giết rồi, còn đến làm gì? Đến nhật sát sao, Hồ Diên Uy chố mắt gật gật đầu, cảm thấy nàng nói có lý. Hạo Thanh Thanh quay sang nói với bùi nương tử, tam nương, không gì gì hay để xem, như hữu đạo kia vẫn cứ xấu xa như thế, hoàn toàn vẫn thích bắt nạt nữ nhân. Một đám nam nhân đường hoàng bắt nạt một nữ nhân trước mặt bao người, cũng chỉ có hắn là làm được, đúng là không biết xấu hổ. Nàng cũng là nữ nhân, cũng từng bị nghiêu hữu đạo bắt nạt lời này nói ra rất có cảm xúc còn vấn đề nàng chạy đến đây để xem náo nhiệt lại không xem được gì cảnh tượng quá máu me còn diễn ra quá nhanh không gặp được viên cương cũng không thấy nghiêu hữu đạo người ta chỉ phái mấy người đến làm việc loáng một cái là xong với nàng mà nói hoàn toàn không đáng gì bùi nương tử cũng nói đi thôi chúng ta trở về hạo thanh thanh ôm cánh tay nàng tam nương nghiêu hữu đạo không tới đây đã lâu không gặp chúng ta đi tìm hắn được không Bùi nương tử nhíu mày, đừng gây chuyện. Hồ Diên uy nghiền cổ sang hỏi, công chúa, ngài biết nghiêu hữu đạo thật sao? chương 421, trưởng công chúa nở tiền ngươi. Hai, liên quan gì đến ngươi? Hạo Thanh Thanh quay lại mắng, thiếu chút nữa thì phun cho y một bãi nước bọt. Hồ Diên uy cười gian, ta đi cùng ngài đi, chúng ta cùng đi thăm, ngài đưa ta đi làm quen một chút. Đợi nửa ngày không thấy nghiêu hữu đạo, y rất tò mò với vị gia hỏa nổi danh mà không gặp được này, cộng thêm cảnh tượng vừa rồi, y rất muốn xem thử xem như hữu đạo này là người thế nào. Quỷ mới cần ngươi cùng, 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 hạo thanh thanh quay sang mắng, được nửa câu, tiếng nói nhỏ dần, hai mắt xoay tròn. Phụ hoàng vẫn hy vọng nàng tiếp xúc lui tới với gã nam nhân đê tiện này nhiều một chút, nếu nói là đi chơi cùng y, khẳng định phụ hoàng sẽ ủng hộ. Nghĩ xong xuôi, nàng cười hì hì với bùi nương tử, tam nương, hô diên uy cũng mở miệng rồi đó, ngươi cho ta đi chơi cùng y đi. Sắc mặt bùi nương tử trầm xuống, làm sao không biết tâm tư quỷ củ nàng người tụ tập xem náo nhiệt ở đây đã giải tán dần có người bay đi có người chậm rãi vừa đàm luận vừa đi xuống núi hai cái đầu kia là hai đồng bạn của Huyền Tử Xuân sao đúng vậy ta đã từng gặp không sai đâu nếu không người ta cũng không cần ném hai cái đầu đó cho Huyền Tử Xuân ai cha Nghiêu Hiếu đạo này ác thật giết Huyền Tử Xuân thì thôi trước khi giết nàng ta còn phải nhổ cỏ tận gốc đồng bọn của nàng ta cũng không tha Phần lớn người ở đây không biết chuyện Nghiêu Hữu Đạo bắt hai đồng bạn của Huyền Tử Xuân làm con tin, còn cho rằng hắn tới chậm là vì bận đuổi theo giết hai người đó, khiến cho không ít người muốn khiêu chiến phải hãi hùng khiếp vía. Đông ra, kết thúc rồi, đi thôi. Thấy Tô Chiếu vẫn còn đứng yên trầm mặc ở đó, xung quanh không còn ai, Tần Miên gọi. Ừm, Tô Chiếu gật đầu, chậm rãi quay đi. Khi nhóm người đến giữa sườn núi, có người bay tới bẩm báo, đông ra, Nghiêu Hữu Đạo không đến phi bộc đài mà tới phủ đại hành lệnh đưa thiếp mời. Tô Chiếu, Tần Nguyên, hai người nhìn nhau, không hiểu Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì. Tả phủ, trong đình viện, Tả Đức Tụng tóc mai điểm bạc cầm bái thiếp đi qua đi lại suy ngẫm. Tả Đức Tụng là chủ nhân Tả phủ, quan cư chức đại hành lệch, trưởng quản việc kết giao với các nước của nước Tề. Nhi tử của y, Tả An Niên, hiện đang làm sứ thần ở nước Triệu, cũng coi như có quen biết với Ngưu Hữu Đạo. Pháp sư tỏa trấn Tả phủ tiền u bước nhanh vào hỏi, Tả công tìm thuộc hạ. Ngươi xem cái này xem, Nhiêu Hữu đạo này có phải Nhiêu Hữu đạo đã giết sứ thần nước Yến không? Tả Đức Tụng đưa bái thiếp cho y xem, Tiền U nhận thiếp xem qua, gật đầu, xem nội dung thì đúng là hắn. Tả Đức Tụng hỏi, không phải hắn đang ở Phi Bộc Đài tiếp nhận ai đó khiêu chiến sao? Không phải Trần Biệt còn tới xem sao? Sao lại chạy đến bái kiến ta? Trần Biệt cũng là pháp sư trong phủ y, Tiền U cũng không hiểu, trầm ngâm, nói, để thuộc hạ tự mình đi xem sao. Lát sau, y đã xuất hiện ngoài cửa Tả phủ những người khác không biết nhưng thấy lệnh hồ thu thì y hơi sướng sờ cao mày hỏi lệnh hồ thu lệnh hồ thu chắp tay chào tiền huynh tiền u giờ bái thiếp lên nhìn nghiêu hữu đạo hỏi ai là nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo chắp tay cười nói chính là tại hạ tại kim châu nước triệu tại hạ có từng quen biết với tả huynh tả huynh từng mời ta đến kinh thành nước tề du ngoạn lần này đã đến ta cũng nên đến nhà bái phỏng tiền u cũng không biết có chuyện này không tả an nhiên còn đang ở nước triệu hiện giờ y cũng không thể xác nhận được nhưng y vẫn phải xác nhận thân phận nghiêu hữu đạo bèn hỏi lệnh hồ thu hắn là nghiêu hữu đạo thật sao lệnh hồ thu vội nói không thể giả được ta có thể bảo đảm tiền u lại hỏi nghiêu hữu đạo người không tới phi bộc đài tiếp nhận khiêu chiến của huyền tử xuân ao nghiêu hữu đạo phát hiện huyền tử xuân này nổi tiếng thật rồi ngay cả ở đây cũng có thể mở miệng ra là nhắc đúng tên bèn cười đáp không có lý do ai khiêu chiến ta là ta phải ngoan ngoãn tới tiếp chờ một lát tiền u bỏ lại một câu đầy nghi ngờ bước nhanh quay vào lát sau y quay ra sảng khoái nói tả công đã đồng ý gặp ngươi nhưng lệnh hồ huynh đã báo quy củ nơi này với ngươi chưa lệnh hồ thu mới thì thầm vài câu như hữu đạo gật đầu theo quy củ bên này chỉ có thể cho hai người như hữu đạo và lệnh hồ thu vào phủ còn hạ cấm chế trên hai người phòng ngừa họ sẽ làm ra chuyện nguy hiểm bất ngờ nào đó trong tạ phủ những người khác bị ngăn ở bên ngoài hai người vào phòng khách tả phủ chờ thêm một lát, có người dân trả đãi khách. Không bao lâu sau, tả Đức Tụng và Tiền U đi vào. Tả Đức Tụng vào phòng khách liền cười hỏi, vị nào là anh hùng hảo hán ám sát sứ thần nước Yến đây? Hai vị khách đến thăm liền vội vàng đứng dậy thi lễ, như hiếu đạo trả lời, anh hùng hảo hán thì không dám, bị buộc phải làm thôi, chẳng có cách nào khác, khiến tả đại nhân chê cười rồi. Tả Đức Tụng ngồi xuống ghế chủ nhà, cười nói ta cũng có nghe nói đến chuyện khiêu chiến ở phi bộc đài, vì sao ngươi không đi, sợ sao? Nưu Hữu đạo bình tĩnh đáp, ta không so đo với người chết. Tả Đức Tụng ngạc nhiên hỏi, vì sao lại nói vậy? Nưu Hữu đạo đáp, người khiêu chiến đã chết, đương nhiên ta không cần phải tới. A, à, Tả Đức Tụng hiểu ra, chắc Nưu Hữu đạo đã sớm hạ độc thủ giết người khiêu chiến, lại hỏi không biết tại sao hảo hán lại tới đây. Ở Kim Châu, tại hạ có quen với Tả huynh, Tả Đức Tụng rướn khoát khoát tay ngắt lời, ta còn có công vụ cần xử lý, không cần nói những lời vô nghĩa là dung bình quận vương nước yến cầu lấy chiến mã mà đến phải không? Nghiêu hữu đạo thầm khen, không hổ là đại thần trưởng quản ngoại sự của nước tề, nhưng hắn lắc đầu tả đại nhân nói quá rồi, nếu nước tề có thể cho ta chiến mã, đương nhiên ta sẽ vui sướng không kìm nổi, nhưng ta cũng biết cân lương của mình, chuyện này ta không đủ khả năng. Tả đại nhân đã hỏi rõ, ta cũng không cần che giấu gì nữa, không dối gạt tả đại nhân, lần này ta đến để đòi nợ. Đòi nợ, tả đức tụng sướng sờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, đòi nợ gì? là nhi tử ta nợ tiền ngươi sao? Lệnh hồ thu cũng mở mịt, y vẫn đi theo nghiêu hữu đạo lâu như vậy, quả thực không mò ra được đường hướng của hắn, không biết giờ hắn đang định chơi trò gì. Cũng không phải, hạo thanh thanh, chắc tả đại nhân không xa lạ gì. Tả đức tụng hơi nhớn mày, trưởng công chúa, ngươi nói là trưởng công chúa nợ tiền ngươi, đúng vậy, nghiêu hữu đạo gật đầu, hắn đã đến tận đây. Há có thể không biết thân phận của Hạo Thanh Thanh, rồi thở dài, ta không vào được Hoàng Cung Đại Nội, cho nên đành nhờ tả đại nhân thông báo với trưởng công chúa giúp một tiếng, nên trả tiền nợ ta rồi. Dù sao tả Đức Tùng cũng hơi kinh ngạc, không thể nói lung tung được, làm sao trưởng công chúa lại nợ tiền ngươi được. Tuy nói vậy nhưng trong lòng y vẫn nghĩ, đối phương đã tìm đến tận nhà nói vậy, hẳn là sẽ không nói hưu nói vượn. Nghiêu hữu đạo đáp, năm ngoái trưởng công chúa cải trang tới băng tuyết các du ngoạn đã thiếu nợ. Chuyến du lịch lần ấy của Hạo Thanh Thanh là bí mật tiến hành, hơn nữa còn được bảo mật nghiêm ngặt, không tuyên bố công khai ra ngoài, nếu công khai ra có thể hình dung được mức độ nguy hiểm, vì vậy, tả Đức Tụng cũng không biết việc này, nhưng cũng biết là nó có thể xảy ra, chỉ hỏi, nợ ngươi bao nhiêu tiền? Có đáng để ngươi chạy từ nước Yến đến nước tề đòi nợ không? Như hiểu đạo rũi hai ngón tay, không nhiều, hai triệu kim tệ. Tả Đức Tụng không nói gì, hai triệu kim tệ còn không nhiều, vậy bao nhiêu mới gọi là nhiều? Tiền U bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được mà xem phản ứng của tả Đức Tụng. Lệnh Hồ Thu cũng dại mặt ra, làm sao trưởng công chúa nước Tề có thể nợ kẻ này nhiều tiền như vậy được? Vừa nãy nghe Nhiêu Hữu Đạo nói mục đích đến đây không phải vì chiến mã, y còn nghĩ rằng hắn đang khéo léo mượn cớ thôi, giờ nghe con số nợ này lại nghi ngờ. Suốt cả quãng đường kẻ này không chút hoang mang, không giống người đi làm chính sự, sẽ không phải chỉ lấy chiến mã làm cớ, lợi dụng mấy phái trợ lực, được bảo vệ tốt, chạy đến nước Tề đòi nợ chứ? Chương 422, không phải mãnh long đừng qua sông. Y nghi ngờ vậy đương nhiên vì con số món nợ này. Hai triệu kim tệ, thương triều tông có thể lấy ra nhiều tiền như vậy cho Ngưu Hữu Đạo sao? Nếu Ngưu Hữu Đạo lấy được số tiền kia còn cần phải bán mạng cho thương triều tông sao? Tả Đức Tụng hoàn hồn lại, hỏi, vì sao trưởng công chúa lại nợ ngươi nhiều tiền như vậy? Nguyên nhân ta không tiện nói rõ, tránh cho trưởng công chúa khỏi phải lúng túng. Việc này, Pháp Sư Thùy Thùng của trưởng công chúa có thể làm chứng, tả đại nhân chỉ cần hỏi là biết. Tả Đức Tụng hơi trầm ngâm, hai mắt lấp lóe hỏi có giấy ký nợ không ban đầu có giấy nợ nhưng ta đã trả lại cho trưởng công chúa vì ta tin tưởng hoàng thất nước tề không phải tiểu nhân xù nợ tả đức tụng cười ha ha hai triệu kim tệ không phải con số nhỏ người không có chứng cứ liền đến nói người khác nợ ngươi tiền bảo người ta làm sao tin cho được nếu ai cũng làm như ngươi chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn công đạo từ tại lòng người nếu trưởng công chúa không trả ta cũng không thể nói gì được vì lẽ đó chỉ xin tả đại nhân hỗ trợ báo lại với trưởng công chúa một tiếng ta đến rồi có thể trả tiền nợ ta rồi tả đức tụng vuốt râu lắc đầu ta không biết chuyện này là thật hay giả dù trưởng công chúa có nợ ngươi thật nhưng chuyện của hoàng thất chính là việc nhà của hoàng gia ngoại thần chúng ta không thể nhúng tay loạn ta chỉ có thương chứ không giúp được gì tây viện quản việc của hoàng tộc kiến nghị ngươi đến tây viện tìm người làm chủ một phen đạo lý đến là thuận miệng đẩy xong việc đi làm sao y có thể tham gia chuyện như vậy được đây có phải chút tiền lẻ thôi đâu, đường đường là đại sự giúp người ngoài tìm hoàng thất đòi nợ đó. Y có thể ngồi đây trò chuyện với nhiều hữu đạo coi như là nể mặt hắn rồi, bằng không, với thân phận địa vị của mình, căn bản không cần nhìn tới hắn, có thể trò chuyện như vậy cũng vì hắn nổi tiếng quá, y muốn xem thử xem hắn nhân vật dạng gì. Nói theo một cách nào đó, đôi khi, tiếng tâm là thứ tốt. Có thanh danh vang dội, có phải hư sĩ không cũng không quan trọng, có thể dễ dàng lôi kéo sự chú ý của người ta rồi có được các lợi ích khác. Thí dụ như huyền tử Xuân Mạo Hiểm cũng muốn khiêu chiến với nghiêu hữu đạo không phải chỉ vì muốn có danh tiếng thôi sao. Chuyện đời, thường thường có tiếng tăm mới có lợi. Sau đó, đương nhiên là lấy cớ bận rộn muốn đuổi nghiêu hữu đạo đi. Nghiêu hữu đạo cũng không ở ý nơi này, cũng chẳng muốn ở, bị người ta đuổi khéo ra ngoài cũng khó chịu, đứng dậy cáo từ, lại khẩn cầu lần thứ hai, tả đại nhân, thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, ta tìm tới tả đại nhân là vì hy vọng có thể kết một đoạn thiện duyên với tả đại nhân với nhân vật như tả đại nhân, hỗ trợ chuyển lời giúp một tiếng cũng không phải việc khó gì. Tả Đức Tụng mỉm cười nói, ta đã nói rất rõ rồi, ta chỉ phụ trách chuyện bên ngoài, chuyện hoàng tộc do Tây Viện phụ trách. Tiền U, tiễn khách, xin mời, tiền U lập tức đưa tay xin mời. Nghiêu Hữu đạo đưa tay ra ý xin chờ một chút, chính vì tả đại nhân phụ trách chuyện bên ngoài nên ta mới tới tìm tả đại nhân. Tả Đức Tụng à lên một tiếng, hứng thú hỏi, lão phu nguyện nghe kỳ tưởng, chẳng lẽ ngươi là mật sứ của nước nào sao? nghiêu hữu đạo giải thích ta cũng không tiện làm gì người trong nước tề nhưng người ở ngoài nước tề không được thế lực cường đại của nước tề che chở sẽ xảy ra chuyện gì thì ta không dám hứa chắc ví dụ như lệnh lang tả an niên hiện đang đi xứ nước triệu còn có rất nhiều thủ hạ của đại nhân ở bên ngoài ta nghĩ đại nhân cũng không hy vọng nhìn thấy thủ hạ của mình ở bên ngoài xảy ra chuyện lời này thực sự là đầy mùi vị giang hồ lệnh hồ thu hết hồn y không ngờ nghiêu hữu đạo lại bất ngờ nói ra lời không biết trời cao đất dày này vội giật ống tao áo của hắn nói cẩn thận con người của tả đức tụng hơi co lại lớn mật tiền u quát lên tả đức tụng hơi đưa tay lên ngăn lại mỉm cười nói như hiếu đạo người có biết ngươi đang nói cái gì không ngươi đang uy hiếp ta sao hắn ta là tu sĩ nước ngoài đầu tiên dám chạy đến phủ đệ uy hiếp y như hiếu đạo nói ta có ý tốt ý tốt đều dễ khiến người ta hiểu lầm tả đức tụng chắp tay ra sau lưng hỏi ngược lại nếu ngươi chọc lão phù bực mình lão phu cũng không dám hứa chắc ngươi còn có thể sống sót rời khỏi nơi này không tốt nhất là ngươi nên nói vài câu khiến lão phu cảm thấy hài lòng đi bằng không sợ là hôm nay ngươi không đi được nghiêu hữu đạo hỏi lại thật sao tả đại nhân không ngại hỏi tiền u xem hộ vệ trong phủ so với trác siêu thế nào nếu ta xảy ra chuyện trong tả phủ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng tiền u vội vàng đứng ra trước cửa đánh giá một chút ánh mắt đầy cảnh giác tả đức tụng hít mắt nhìn hắn Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nhắc nhở, không phải Mãnh Long sao dám sang sông. Nếu ta đã dám đến, sẽ không thể không chuẩn bị. Tả Đức Tụng đe dọa, người đừng quên, nơi này là kinh thành nước tề, không phải ai cũng có thể tùy ý làm bậy. Ý tứ của lão rất đơn giản, dù ta có thả ngươi ra khỏi tả phủ, người cũng không thể rời khỏi kinh thành nước tề. Ngưu Hữu Đạo đáp lại gay gắt, tả đại nhân cũng không nên quên, thiên hạ nhìn thì như do các nước phân trị, nhưng thực ra là do tu sĩ không chế chứ không phải triều đình nào hết. Lời ấy vô cùng mạnh mẽ vang dội, khiến cho tả Đức Tụng cũng phải chấn động trong lòng. Hai người nhìn nhau, tả Đức Tụng khoát tay áo, hai người các ngươi ra ngoài trước đi. Nghiêu Hữu đạo cũng khẽ gật đầu với lệnh hồ thu, lệnh hồ thu và tiền u nhìn nhau, không biết một già một trẻ này muốn nói chuyện gì mà cần họ lánh đi, chỉ chậm rãi quay người rời sảnh chính. Tới khi không còn ai, tả Đức Tụng mới hỏi, ta giúp người chuyển lời có lợi ích gì? Con người ta thích kết bạn, vẫn cho rằng có nhiều bạn hữu sẽ có nhiều đường để đi hơn ta biết tả đại nhân ngồi ở vị trí cao chưa chắc đã để ý đến thất phu chỉ biết đánh đánh giết giết như ta cũng không hẳn đã đồng ý kết giao có điều hôm nay ta có thể gửi lời ở đây sau này nếu tả đại nhân có việc gì cần mà ta có thể làm cứ mở miệng dặn dò ta sẽ làm hết sức bên dung bình quận vương ở nước yến ta vẫn có vài phần sức ảnh hưởng không chừng một ngày nào đó tả đại nhân có thể dùng tới ta hứa hẹn như vậy chưa chắc tả đại nhân đã chịu tin nhưng với tả đại nhân ngài cũng không tổn thất gì thử một lần xem, mất gì đâu. Đôi mắt quỷ quyệt của tả Đức Tụng khẽ lóe lên, đột nhiên cười ha hả, giơ tay vỗ vỗ vai Nhiêu Hiểu Đạo, người trẻ tuổi suy nghĩ khá hay. Nhiêu Hiểu Đạo cũng cười, chỉ là, không biết tả đại nhân có ý thế nào. Người trẻ tuổi có lòng nhiệt huyết, có bốc đồng, ta thích. Tả Đức Tụng chỉ vào mũi hắn cười gật đầu, không thể giúp người đòi nợ, nhưng ta cũng có thể nhắc nhở trong cung một chút giúp ngươi về chuyện này. Còn chuyện trôn cung có trả tiền cho ngươi không thì ta không thể chi phối nghiêu hữu đạo nhoẻn cười đáng yêu tiền tài là vật ngoài thân có thể làm quen với tả đại nhân mới là quan trọng nhất nếu tả đại nhân nói món nợ này không thể đòi ta sẽ lập tức coi như cặn bã đảm bảo không nhắc lại về món nợ này của trưởng công chúa nợ của ngươi có đòi được không là chuyện của ngươi hai triệu kim tệ một khoản tiền lớn như vậy ai dễ dàng bỏ được tả đức tụng khoát tay áo vỗ vỗ tay hắn sau này nếu muốn tới tả phủ ngồi một chút lúc nào cũng có thể đến với bên ngoài cứ lấy danh nghĩa đại diện Dung Bình quận vương đến đi. Ngưu Hữu đạo hiểu ý y, không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào phủ đệ của đại hành lệnh nước Tề, đừng nói là thường xuyên đến, dù là tình cờ đến cũng có thể dễ dàng bị người ta nắm đuôi. Lấy danh nghĩa của Thương Triều Tông đến thì khác, bên Thương Triều Tông ở một góc nào đó thì có thể coi như nước yến. Lấy danh nghĩa Thương Triều Tông chẳng khác nào là sứ thần mà chư hầu Thương Triều Tông lén phái tới. Mà Tả Đức tụng trưởng quản ngoại giao của nước Tề lui tới là chuyện đương nhiên. Chương 423, cho người 10 vạn con ngựa có đủ không? Đương nhiên, dù là lấy danh nghĩa Thương Triều tông đến cũng không phải muốn gặp là gặp được. Người ta nói lúc nào cũng có thể đến chẳng khác nào đã đồng ý kết bằng hữu với ngươi, còn là qua loa hay là thực lòng thực lợi thì chỉ có trong lòng đối phương hiểu. Được, Tả đại nhân công vụ bề bộn, không tiện quấy dày quá lâu, tại hạ xin cáo từ trước. Như hữu đạo chắp tay cáo biệt, Tả Đức tụng gọi với ra bên ngoài, tiến khách Tiền U nghe vậy bước nhanh đến, đưa tay mời Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo ra ngoài gặp lại lệnh Hồ Thu, khi hai người rời đi, có một người đi lướt qua họ, chính là tu sĩ trong phủ tên Trần Biệt đã từng đến phi bộc đài quan chiến. Trần Biệt bước một bước quay đầu lại ba lần, không biết Tiền U tiến người nào đi, bước nhanh lên bậc thang, tới bên cạnh tả Đức Tụng dưới mái hiên, tả công, hai vị này là người nào. Tả Đức Tụng đáp, Nghiêu Hữu Đạo, lệnh Hồ Thu, người không lạ gì hai cái tên này chứ. Nghiêu Hữu Đạo trần biệt kinh ngạc nghiêu hữu đạo đến nơi này sao y thực sự không ngờ nghiêu hữu đạo không đến phi bộc đài ứng chiến mà lại chạy đến tả phủ tả đức tụng hỏi có gì không thích hợp sao bên phi bộc đài hắn phái một đám cao thủ đến làm thịt huyền tử xuân rồi trần biệt kể lại chi tiết chuyện vừa tận mắt nhìn thấy ở phi bộc đài tả đức tụng sửng sốt còn tưởng nghiêu hữu đạo sợ nên tránh đi hạ sát thủ với người khiêu chiến trước ai ngờ lại là như thế nghiêu hữu đạo kia ở đây bái phỏng mình lại phái người sang bên kia công nhiên giết người, thủ đoạn một văn một võ song song này khiến cho y phải suy nghĩ sâu sắc hồi lâu, cuối cùng, trầm thậm thở dài, được lắm, không phải mãnh long không dám sang sông. Đây là muốn gây sóng gió sao, Trần Biệt Nhi hoặc còn muốn hỏi gì đó, tả Đức Tụng khoát tay áo một cái, không nói gì nữa, chắp tay bỏ đi. Không phải y không sợ uy hiếp của Ngưu Hữu Đạo, trên thực tế, uy hiếp này của Ngưu Hữu Đạo cũng không có ý nghĩa gì, mới đầu suýt nữa y cũng cho rằng Ngưu Hữu Đạo đang đe dọa mình sau đó mới phát hiện là vô nghĩa rất đơn giản thôi chỉ nhờ y chuyển lời thôi tự chủ là ở y chuyển hay không chuyển đối phương cũng đâu có biết trên thực tế đối phương cũng đã nói rồi tiền tài là vật ngoài thân người ta đến không phải vì đòi nợ mà là nhằm vào y hắn uy hiếp như vậy chỉ vì hy vọng y không tiến khách sớm chỉ là đang cố ý muốn gây mâu thuẫn hy vọng có thể thâm nhập sâu hơn vào quan hệ của hai người uy hiếp như vậy càng như thể đối phương đang bày ra thực lực của mình người xem chắc siêu ta còn có thể giết đấy lần này đến đây biểu thị đối phương vẫn còn có giá trị lợi dụng đối phương vẫn chưa đòi hỏi bất kỳ thứ gì có ý nghĩa thực tế trái lại còn cho y một đống hứa hẹn khi có thể dùng đến nghiêu hữu đạo cứ mở miệng nói chung có thể tổng kết ý đồ của nghiêu hữu đạo bằng một câu nghiêu hữu đạo nói vậy tả đức tụng y cũng không tổn thất chút gì không chừng còn có lợi ích bất ngờ thử xem có giá trị gì không dùng văn đàm để làm quen với y đồng thời dùng vũ lực giết chóc ở phi bộc đài tả đức tụng chắp tay sau lưng đi dạo phát hiện ra điều này nghiêu hữu đạo này quả thực không hề đơn giản nói không chừng một ngày nào đó sẽ có lúc dùng đến tiếng vó ngựa gõ trên đầu đường phong ân thái ghé sát vào nghiêu hữu đạo thấp giọng hỏi đến phủ đại hành lệnh làm gì vậy nghiêu hữu đạo cười đáp nơi này không phải chỗ nói chuyện phong ân thái nhìn xung quanh bên đường người đến người đi quả thực không phải chỗ nói chuyện lệnh hồ thu cũng nhìn quanh thi thoảng đánh giá sắc mặt của nghiêu hữu đạo y cũng rất muốn biết sau khi tả đức tụng đuổi mình và tiền u ra ngoài thì đã nói những gì với nghiêu hữu đạo nhưng đây cũng không phải nơi để hỏi càng ngứa ngáy hơn là phỏng chừng chưa chắc nghiêu hữu đạo sẽ tự nói với mình có một số việc cũng có thể hiểu bản thân y cũng rõ cả hai đều hiểu mình kết bái huynh đệ có mấy phần thật tâm bản thân y không có thành ý tín nhiệm với nghiêu hữu đạo đừng mong nghiêu hữu đạo nói bí mật gì cho mình có điều lần này thực sự đã khiến y phải sợ hết hồn Nghiêu hữu đạo đột nhiên uy hiếp tả đức tụng, hoàn toàn khiến cho y không kịp ứng phó, khiến cho y bối rối lung túng, phát hiện vị huynh đệ tiện nghi này thực sự đủ điên. Lúc ấy hai người đều bị hạ cấm chế không thể sử dụng pháp lực. Đối phương muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay, may là cả hai đều sống sót rời tả phủ. Thì thoảng hắc mẫu đơn lại nhìn sang gáy nghiêu hữu đạo, nàng cũng không biết mục đích thật sự hắn đến tả phủ là gì, cũng muốn biết bên tả phủ đã nói gì. Nghiêu hữu đạo lắc lư trên lưng ngựa, vẫn bình tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt vẫn bình thản nhìn thẳng. Với hắn, Tả Đức Tụng chỉ là một lần đầu tiên hắn thử nông cạn ở kinh thành nước Tề, hắn không bị điên, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến tả phủ tìm một kẻ thù lớn. Tả Đức Tụng có thể chuyển lời giúp hắn hay không cũng không quan trọng, cũng không hy vọng y sẽ làm bằng hữu gì với mình, cũng không có yêu cầu có ý nghĩa thực tế gì với y. Hắn chỉ muốn đặt một bước đầu tiên mà thôi, đợi hắn thể hiện ra thực lực, hoặc bày ra được giá trị lợi dụng đương nhiên tả đức tụng sẽ coi mình là bằng hiếu. Không chỉ là một tả đức tụng, dù xây lầu cao vạn trường, trước hết vẫn phải đặt móng nhà, đầu tiên phải răng lưới toàn diện, sau đó coi tình hình mà định. Bạch Vân Gian, cầm đài an tĩnh, tô chiếu quay lưng dựa vào lan can cầm đài, nhìn cá trong ao tung tăng bơi lội, xuất thần suy nghĩ. Chuyện xảy ra ở phía bộc đài khiến cho tinh thần nàng căng thẳng, như thể tận mắt nhìn thấy lưỡi đao của Ngưu Hữu Đạo. Đây không phải lần đầu tiên nàng giao chiến với Ngưu Hữu Đạo, khi thiệu bình ba giao chiến với ngưu hữu đạo nàng chỉ tham dự gián tiếp có một số việc đứng ở góc độ người quan sát sẽ không cảm nhận được cảm giác sâu sắc như thế chí ít cũng không thể cảm nhận được sâu sắc như thiệu bình ba bao lần phục kích thất bại cũng chỉ khiến cho nàng không mò ra được nội tình của ngưu hữu đạo đến giờ nàng vẫn không biết chắc siêu chết thế nào nhưng lần này thì khác ngưu hữu đạo tới trước mắt nàng bị nàng ra tay nhưng kết quả thế nào nàng đã tận mắt nhìn thấy muốn dùng biện pháp như thế ép nghiêu hữu đạo không thể tự đắc tự tại quả thực là chuyện cười người ta phải tay một cái liền hóa giải xong khiêu chiến người ta thoải mái đồng ý mọi người đều biết đến trận chiến này nghiêu hữu đạo lai phái một đám cao thủ đến quần ẩu quần ẩu một cách công khai trước mắt mọi người xé vụn người khiêu chiến là huyền tử xuân đến nhanh giết nhanh giết xong liền đi hiện tại bên ngoài đang lưu truyền huyền tử xuân khiêu chiến nghiêu hữu đạo không những bản thân mình chết thảm mà tất cả đồng bọn của nàng ta hắn cũng không tha, Tâm Ngoan thủ Lạt. Nàng còn hy vọng, mặc kệ Ngưu Hữu Đạo có đến đánh hay không, sau này sẽ luôn có người tìm đến cửa, ép cho Ngưu Hữu Đạo khó chịu không cách nào làm chính sự. Hiện tại, phòng Trừng không ai dám tìm hắn nữa, còn muốn tìm Ngưu Hữu Đạo, vậy không phải khiêu chiến nữa mà là phải chuẩn bị tinh thần khai chiến với thế lực của Ngưu Hữu Đạo. Huyền Tử Xuân chính là dẫm phải vết xe đổ, chết rồi, còn không có ai đi kêu oan giúp. Khi nàng đang chờ ở phi bộc đài, nghiêu hữu đạo chậm chạp không đến dù hắn không xuất hiện nàng cũng vui vẻ lừa nhiều người như vậy vui lắm sao kết quả nghiêu hữu đạo không xuất hiện nhưng có lẽ vẫn có thể cho tất cả mọi người đến xem trò hay không cảm giác mình bị nghiêu hữu đạo lừa ngược lại còn khen hắn xử lý thật thỏa đáng hiện giờ bình tĩnh ngẫm lại chuyện đã qua thì ra không phải mình răng bẫy để lừa nghiêu hữu đạo vào trong mà quả thực là đã tác thành cho sức ảnh hưởng của hắn rồi nghiêu hữu đạo thuận thế là vì có ý định thúc đẩy lần khiêu chiến này nhờ đó hung hăng tuyên cáo với tất cả mọi người rằng ta đến rồi. mươi 424, Công Chúa Quyệt Nợ một Dường như hắn cũng đang tuyên cáo với người trong hậu trường là nàng rằng cứ việc phóng ngựa tới. Thấy một phần mà nhìn rõ toàn cảnh, thấy đốm mà nhận ra là báo, chỉ một chuyện có vẻ nhỏ này, nàng đã thực sự lĩnh giáo được sự lợi hại của Ngưu Hữu Đạo, rốt cuộc, nàng đã sâu sắc cảm nhận được vì sao Thiệu Bình Ba lại kiên kỵ Ngưu Hữu Đạo này như vậy. Vì sao Thiệu Bình Ba cứ dặn mình phải cẩn thận mãi. Giờ thì nàng đã rõ, dùng cho vật này đối phó với nhiều hữu đạo chỉ vô dục, một phiền toái lớn với người khác, với hắn, chẳng đáng gì. Nàng không biết có phải là do ảo giác không, nhưng nhiều hữu đạo khiến cho nàng cảm thấy hắn là kẻ đã quen nhìn sóng to gió lớn. Hai người còn chưa gặp mặt thực sự, nhiều hữu đạo ở ngoài sáng, bản thân mình ở trong tối, kết quả hai lần giao chiến đều là mình rơi xuống thế hạ phong. Tần Nguyên bước nhanh vào đình đài, bẩm báo, đông ra, nhiều hữu đạo vừa từ tả phủ đi ra, Xem hướng đi hẳn là quay về nơi ở. Tô Chiếu quay lại hỏi, có biết hắn tới Tả phủ làm gì không? Tô Miên lắc đầu, cái này không biết ngay được, đến ý đồ của hắn còn không biết, còn ứng đối ra sao. Nghĩ cách thăm dò đi. Được, Tần Miên gật đầu đáp, Tô Chiếu trầm giọng nói, tiếng tâm tốt chưa chắc đã là chuyện tốt. Thả ra phong thanh đi, nói rằng Ngưu Hữu đạo đến vì chiến mã. Hắn khiến người ta chú ý như thế, ta xem ai dám giúp hắn. Tần Miên thở dài, đông ra người khác đến kinh thành nước tề, dù chúng ta không thả ra phong thanh, e là ai cũng có thể đoán được hắn đến là vì chiến mã. Phần lớn các tu sĩ các nước tụ tập tại kinh thành nước tề chúng ta không phải đều vì mục đích này sao? Ngoài cửa lớn trạch viện, đám người hạo thanh thanh đi tới, Hồ Diên Uy khá mong chờ nhìn xài phi hỏi han thủ vệ. Đạo gia không có ở đây, ra ngoài rồi, thủ vệ không vào thông báo mà khẳng định chắc chắn, mấy người đứng ngoài cửa nhìn nhau, xài phi hỏi lại khi nào hắn quay về không biết ngày về chúng ta làm sao có thể biết được khi nào đạo gia quay lại hạo thanh thanh vung tay lên đi vào trong chờ hắn dứt lời nàng định xông vào hai thủ vệ ở cửa lập tức giơ tay ngăn lại hạo thanh thanh chừng đôi mắt sáng dám cản ta có biết ta là ai không đừng làm loạn lại là bùi nương tử kéo nàng lại đúng lúc này từ bên kia đường có tiếng vó ngựa vang lên mọi người quay sang nhìn chính là mấy người nghiêu hữu đạo quay về thấy hắn hạo thanh thanh hưng phấn từ xa đã vẫy tay gọi, Ngưu Hữu Đạo, là ta. Có nhận ra không, Ngưu Hữu Đạo sướng sờ, nhận ra mấy người bùi nương tử, hơi cười cười. Lúc nãy còn nói bừa với tả Đức Tụng là tới đòi nợ, không ngờ giờ con nợ đã chủ động tìm đến cửa. Phong ân thái liếc nhìn nữ nhân giả nam trang đang ồn ào kia, hỏi Ngưu Hữu Đạo ai thế? Hắn đáp trưởng công chúa nước tề, lệnh hồ thu không nói nổi gì nữa, chỉ chậm chậm quay lại nhìn hắn. Kẻ này thực sự có quen với trưởng công chúa nước tề đó. Phong ân thái tò mò hỏi, ngài biết trưởng công chúa nước tề sao? Tinh thần y cũng rung lên, công chúa chủ động tìm đến cửa, có quan hệ này, có phải việc mua chiến mã sẽ dễ hơn một chút không? Mấy người đến cửa, nhảy xuống ngựa, như hiểu đạo chắp tay cười nói với mấy người bùi nương tử, chư vị, đã lâu không gặp, rất nhớ nhung. Nghiêu huynh đệ, bùi nương tử lên tiếng chào hỏi, mấy người quen cũng cười chắp tay đáp lễ. Hồ Diên uy dâu quai nón chăm chú đánh giá nghiêu hiểu đạo từ trên xuống dưới, thầm nghĩ trẻ tuổi thật. Hạo Thanh Thanh cướp lời trước, chúng ta vừa tới phi bộc đài xem chiến, ngươi không xuất hiện mà chạy đi đâu rồi. Nghiêu Hữu Đạo cười đáp, có chút việc bận, phải đi làm thôi. Hạo Thanh Thanh vỗ ngực hứa hẹn, đến nơi này rồi, có chuyện gì cứ tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Dư Quang liếc qua Hồ Diên Huy, Nghiêu Hữu Đạo bắt luôn lấy câu này, muốn mua một ít chiến mã, ngươi có thể giúp ta không? Hạo Thanh Thanh hất cằm, chuyện nhỏ, muốn bao nhiêu, đưa ngươi 10 vạn con có đủ không? Nghiêu Hữu Đạo há hốc mồm, hắn nói đùa thôi, ai ngờ lại nhận được câu trả lời chắc chắn như thế. Thật hay giả đây, 10 vạn thất, hai mắt phong ân thái sáng rực lên, không ngờ nghiêu hữu đạo có quan hệ mạnh như thế, xem ra bên sư môn nói để kẻ này đi thử xem không phải không có nguyên nhân. Mấy người bùi nương tử thì mặt mũi đen thui, công chúa vừa nói cái gì thế này, chiến mã có quan hệ tới quốc sách nước tề, một công chúa như nàng há có thể can thiệp. Còn nói một câu đưa ra 10 vạn thất, thật là hào phóng quá đấy. Ngươi nghĩ là ngươi đưa cái gì thế? Mười vạn thất, hô Diên Uy cũng chấn kinh. Dù là công tử bột y cũng biết mười vạn thất chiến mã đáng giá bao nhiêu. Y kinh ngạc kích động nhìn hảo thanh thanh như thấy tiên nhân, trong lòng hạ quyết tâm, có bị đánh chết cũng không cưới nữ nhân này. Nói mò gì vậy, bùi nương tử không kìm được kéo hạo thanh thanh một cái. Không phải là không nể mặt công chúa trước mặt mọi người mà là vị công chúa này mồm miệng chẳng ngăn lại được. Nghiêu hiểu đạo lại nhìn chằm chằm hảo thanh thanh cười hì hì truy vấn, công chúa, người nói lời có giữ lời không đương nhiên giữ lời ta hạo thanh thanh còn chưa nói xong đã bị bùi nương tử kéo ra sau lưng bùi nương tử nói như huynh đệ người đừng đùa nàng nữa ha ha không sao không sao nàng ta thường nói lời không giữ lời ta cũng đã quen rồi như hữu đạo cười đưa tay mời cổng không phải nơi để nói chuyện mời chư vị vào trong ai nói lời không giữ lời hạo thanh thanh trợn mắt kêu gào nhưng đã không có ai để ý đến nàng ta nghiêu hữu đạo đi trước dẫn bọn bùi nương tử đi vào hai bên trò chuyện với nhau người biết thân phận của công chưa công chúa sớm đã nói tên thật với ta đến đây nếu còn không biết thân phận công chúa thì chi bằng ta đập đầu chết cho rồi đi vào đại sảnh đãi khách sau khi giới thiệu hai bên với nhau dĩ nhiên đám bùi nương tử không quá để bọn phong ân thái và lệnh hồ thu vào trong mắt nhưng cũng khách khí hai câu sau đó trong lời lẽ ngầm ám chỉ ra hiệu đám lệnh hồ thu tránh đi một chút người ta đúng là hoàn toàn có tư cách này người có thể hộ pháp trong hoàng cung, bối cảnh sư môn có thể đoán được, thực lực sư môn cũng có tên tuổi trong cả giới tu hành. Thiên Ngọc Môn ở Yến Quốc còn được chứ ở bên này không là gì cả. Lệnh Hồ Thu được gọi là giao thiệp rộng nhưng cũng phải xem là đối với người nào, những đại môn phái thật sự cũng sẽ không để lệnh Hồ Thu vào trong mắt. Bọn hắn trướng mắt, cũng không muốn có giao tình gì với đám lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái, cảm thấy bọn hắn không có tư cách tham gia vào cuộc nói chuyện của họ. Chuyện của công chúa Tề Quốc các người có thể nghe sao? Nói khó nghe một chút, trong mắt Bùi Nương tử, Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái còn chẳng bằng Hắc Mẫu Đơn. Bùi Nương tử còn trêu đùa với Hắc Mẫu Đơn hai câu, người quen mà. Nếu không phải ban đầu đi đường có giao tình với Ngưu Hữu Đạo, cộng thêm những chuyện phát triển phía sau của Ngưu Hữu Đạo đủ có tiền vốn để họ coi trọng thêm vài phần, sau khi cáo biệt ở băng tuyết các chưa hẳn mấy người Bùi Nương tử đã muốn gặp lại Ngưu Hữu Đạo chứ đừng nói đến chuyện chủ động tìm tới cửa. Mấy người Lệnh Hồ Thu, Phong Ân Thái cũng thức thời, chủ động cáo lui trong phòng khách không có những người khác như hữu đạo nhìn hô diên uy thêm hai cái bởi vì biết vị này hay qua lại với viên cương trước đó hắn chỉ nghe nói không ngờ lại được gặp nhanh như vậy hắn chủ động bắt chuyện vài câu muốn hiểu thêm vị này một chút lúc đầu hô diên uy còn hơi cẩn thận dù sao vị này cũng là người dám giết yến sứ màn huyết tinh ở phi bộc đài y cũng đã thấy cho rằng như hữu đạo không dễ kết giao ai ngờ như hữu đạo rất dễ nói chuyện còn chủ động nói đùa với y nên y cũng dần thả lỏng hơn như huynh, ta đã ngưỡng mộ đại danh của huynh đã lâu, nếu đã tới tề kinh thì hãy cho huynh đệ một cơ hội tận nghĩa chủ nhà. Trong lúc vui vẻ hô diên uy nhiệt tình mời, chương 425, công chúa quyệt nợ 2. Cái đó dễ thôi, như hữu đạo gật đầu đồng ý, thấy hai người vừa gặp mặt còn thân thiết hơn cả nàng, trong lòng hạo thanh thanh rất khó chịu cũng không nhìn nổi Hồ Diên Uy đắc ý trước mặt nàng nên nghe đến đây cuối cùng cũng phát tác. Hồ Diên Uy, ta ở đây, kinh thành từ lúc nào đến lượt ngươi là chủ rồi. Nghiêu hiểu đạo người đừng nghe hắn, hắn ngoài thích dạo chơi thanh lâu, ngoài dẫn người đến những nơi dơ bẩn kia thì chẳng đưa người đi được chỗ khác đâu. Hồ Diên Uy vừa định phát tác, ai ngờ nghiêu Hữu đạo lại gật đầu nói, thanh lâu tốt, thanh lâu tốt, không biết cô nương nơi này phong tình như thế nào. Hồ Diên Huynh, nghe nói kinh thành có bạch vân gian rất được, rất nổi tiếng, không biết tên tuổi và sự thực có tương xứng không. Chát, Hồ Diên Uy đùi vỗ, mặt mày hớn hở đảm bảo, nghiêu huynh yên tâm, đi bạch vân gian đi, hôm nào ta sẽ sắp xếp. Hạo Thanh Thanh lập tức đầy vẻ khinh bỉ, bùi nương tử bưng chén trà không nói, hai nam nhân công nhiên thảo luận chuyện đi chơi thanh lâu trước mặt các nàng nên nghe không hề thoải mái. Hắc mẫu đơn thì mỉm cười không nói, vì nàng biết Nhiêu Hữu Đạo căn bản không phải loại người như vậy. Nhiêu Hữu Đạo nghe vậy thì lập tức nói với Hắc mẫu đơn, về sau hô Diên huynh đến đây không được cản lại, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp ta. Hắc mẫu đơn cười trả lời, vâng, nhớ kỹ rồi. Hô Diên huy lập tức cười thoải mái, y là người thích sĩ diện, lần sau phải để đám bằng hữu kia của mình mở mang kiến thức, như hữu đạo giết yến sứ là bằng hữu của y, thế này thì quá có thể diện rồi, lần trước sứ thần yến quốc tại tề quốc kia hình như còn mạnh miệng cãi mình. Hạo thanh thanh miễn cưỡng chen vào, như hữu đạo, vì sao viên cương không đến. Công chúa, bùi nương tử lập tức quát, ngay trước mặt hô diên uy, nàng không muốn hạo thanh thanh kéo chuyện viên cương vào, đồng thời ném cho như hữu đạo một ánh mắt. Như hữu đạo hiểu ý, hắn cũng nghe hát mẫu đơn nói chuyện hạo thanh thanh thổ lộ với viên cương mặc kệ lời hạo thanh thanh nói có phải thật lòng không thì hắn vẫn nghĩ hai người không phù hợp đầu tiên viên cương không thích loại nữ nhân này tiếp đó tranh lệch thân phận địa vị của hai người thật sự không thích hợp ở cạnh nhau nếu miễn cưỡng ở cạnh chỉ có hại cho viên cương hắn vẫn mong nữ nhân này cách xa viên cương một chút hắn liền nói tránh đi công chúa nhắc đến chuyện này ta mới nhớ ra một chuyện tiền cô còn nợ ta có phải nên trả rồi không phụt Hồ Diên Huy đang bưng chén trà liên tục ho khan, ngẩng đầu hỏi, Nghiêu Huynh, nàng thiếu tiền Huynh sao? Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, Hồ Diên Huy lại hỏi, thiếu bao nhiêu? Khuôn mặt hạo thanh thanh đỏ lên, lập tức hét lên với hắn, tên mặt lông cặn bã, liên quan gì đến ngươi? Nghiêu Hữu Đạo cũng không nhiều, 200 vạn kim tệ nhỉ? Nhiều như vậy mà còn không nhiều lắm, Hồ Diên Huy chấn kinh, ánh mắt khó tin nhìn về phía hạo thanh thanh rồi lại bưng chén trà lên trộm mừng giống như đang nói chuyện với chén trà, cả đời lão tử còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, thiếu nhiều tiền như vậy, cũng không biết ai là cặn bã. Hạo Thanh Thanh lập tức bắt chén trà trên bàn hắt một chén trà về phía Hồ Diên Uy ngồi đối diện. Hoành Thiên Đoạn luôn lặng lẽ đứng bên hất tay áo lên, nước trà hắt đến ngoặt giữa không chung, bay ra ngoài cửa. Hạo Thanh Thanh không dám nổi khùng với Hoành Thiên Đoạn, lại quay sang quát nhiều hữu đạo, ở đâu ra 200 vạn, ngươi còn chưa đưa ta vào băng tuyết cát, căn cứ theo cá cược là ngươi thua, phải trả ta 100 vạn, trừ trước cấn sau, chúng ta không ai nợ gì ai cả. Ban đầu ở băng tuyết các không hiểu rõ, giờ nàng đại khái đã hiểu 200 vạn kim tệ có ý nghĩa như thế nào. Nghiêu hữu đạo cười nói, công chúa, cô đang quyền nợ đấy à, là do cô chạy trước, sao cô có thể trách ta không dẫn cô vào. Được thôi, ta chạy làng thì thôi vậy, nhưng dù sao 100 vạn vẫn phải trả chứ nhỉ. Làm sao ta biết người có thể dẫn ta vào hay không? Công chúa, cô nói vậy là không có lý rồi, chẳng lẽ cô quên, giấy nợ 200 vạn cô đã viết cho rồi, là ta có lòng tốt trả lại cho cô. Bên này hai người đấu võ miệng, Hạo Thanh Thanh thức thở hồn hển còn Nưu Hữu Đạo vẫn mang vẻ trêu tức. Hồ Diên Huy phấn chấn tinh thần, nghiêm túc nghe chuyện xấu liên quan đến Hạo Thanh Thanh, chuẩn bị cho tương lai. Bùi Nương Tử cũng không để ý, mặc kệ Nưu Hữu Đạo có phải đang nói đùa hay không, số tiền kia không thể trả cho Nưu Hữu Đạo. Tiền của Hoàng thất Tề quốc đâu dễ lừa vậy, chạy đến kinh thành Tề quốc đòi nợ, bản thân như hữu đạo phải ước lượng hậu quả một chút. Người cũ gặp mặt, lại quen thêm người mới, hai bên cũng không trò chuyện quá lâu, bên bùi nương tử liền cáo từ, từ chối bữa tiệc của như hữu đạo mời. Như hữu đạo đích thân tiến đám người ra cổng, lúc sắp cáo biệt hô diên uy liên tục nói hôm khác sẽ đến tìm hắn. Sau khi tiến khách đi, lệnh hồ thu và phong ân thái nhanh chóng bu lại. Công chúa kia nói chuyện chiến mã như thế nào? Phong ân thái vội hỏi. Nghiêu hữu đạo thở dài, một công chúa không có thực quyền, huynh cho rằng nàng ta có quyền phá hỏng quốc sách tề quốc đưa ta 10 vạn chiến mã sao. Lúc đầu hắn chưa kịp phản ứng, vì hắn biết Hạo Thanh Thanh không phải người nói dối, suýt chút nữa đã bị mấy lời lung tung của Hạo Thanh Thanh lừa tưởng thật, còn muốn đánh chủ ý với Hạo Thanh Thanh, kết quả bùi nương tử âm thầm nhắc nhở hắn mới phản ứng lại. Hạo Thanh Thanh không nói dối, đơn thuần chỉ là những lời nói mò không suy nghĩ bằng đầu thôi. Hay, Phong ân thái im lặng, tỉnh ngộ, chợt tiếc hận nói, nói đùa thôi à. Với chuyện chiến sự, thật ra lão là người sốt ruột nhất trong đám người này lão mang người đến tề quốc từ sớm đến giờ không thể bàn giao lại với gia môn lệnh hồ thu lại hỏi câu khác lão đệ nghe nói để cử một đám người đi làm thịt huyền tử xuân trước mặt mọi người lúc trước luôn đi bên cạnh nghiêu hiếu đạo nên y không biết tình hình mãi lúc nãy vừa hồi phủ mới nhận được tin tức bên phi bộc đài kia tình hình như thế nào phong ân thái ngạc nhiên đệ tử thiên ngọc môn dưới tay lão đều biết chuyện nhưng nhất thời chưa có ai vội vàng báo với lão đều cho rằng lão ở cạnh Nghiêu Hữu Đạo hẳn đã biết việc này. Ừm, Nghiêu Hữu Đạo gật đầu thừa nhận, cứ thế bước đi. Đợi sau khi hỏi rõ tình hình từ miệng lệnh Hồ Thu, Phong Ân Thái im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ. Trên con đường rừng ven hồ, một nam tử áo trắng lưng hùm vai gấu đang dạo bước, trên áo trắng có thêu long vân màu trắng, khí chất cao quý, có khí thế như mơ hồ, không giận tự uy, chính là hoàng đế Tề Quốc Hạo Vân Đồ. Tả Đức Tụng đã thay trang phục ngồi bồi tiếp nói chuyện bên cạnh, Hạo Vân Đồ đột nhiên muốn hỏi tình hình nước nào đó nên y lập tức được vời tới. Sau khi nói xong chuyện chính sự, lúc định cáo từ, tả Đức Tụng chợt cười nói, bệ hạ, hôm nay trong nhà thần xảy ra chút chuyện thú vị. Hạo Vân Đồ, chuyện thú vị gì nói thử nghe nào. Tả Đức Tụng, dung bình quận Vương Yến Quốc Thương Triều Tông cử người tới, lúc đến nhà thần bái kiến thần đột nhiên nhắc đến một chuyện, nói trưởng công chúa thiếu hắn 200 vạn kim tệ, còn hỏi thần có thể giúp hắn hỏi trưởng công chúa lúc nào trả tiền cho hắn, thần cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng không để ý lắm. Hạo Vân đồ dừng bước, chuyện nữ nhi thiếu nợ trước kia hình như ông đã từng nghe nói, sau khi hơi suy tư, hỏi là nhi tử thương kiến bá phái người tới. Tên là gì, tả đức tụng, nghiêu hữu đạo, chính là nghiêu hữu đạo giết yến sứ. Ồ, Hạo Vân đồ khẽ gật đầu tiếp tục tiến về phía trước. Tả Đức Tụng quan sát phản ứng của ông, không nhận ra được bất kỳ manh mối gì bèn cáo lui. Sau khi Hạo Vân Đồ đi dạo ven hồ thì cũng đổi hướng, trở về hậu cung, trực tiếp tới tẩm cung hoàng hậu. Hoàng hậu nghe tin liền ra ngoài nghênh đón, sau khi hai vợ chồng tùy viện nói vào câu liền ngồi xuống, Hạo Vân Đồ hỏi: "Thanh Thanh đâu?" Chương 426: Con nợ cha trả. Hoàng hậu cười nói: "Nó nói nhiều hữu đạo ám sát yến sứ tới, muốn đối chiến với người ta ở phi bộc đài thành bắc, người còn không biết nữ nhi người sao?" La hét đòi đi xem náo nhiệt nên sáng sớm đã chạy đi rồi. Hạo Vân Đồ liên tiếp nghe được cái tên nghiêu hữu đạo này lông mày hơi giật giật, vẻ mặt không thay đổi, bảo Bùi Tam Nương ở bên thanh thanh đến một chút. Vợ chồng nhiều năm, hoàng hậu đã nhận ra điểm dị thường, thử hỏi một tiếng, thanh thanh lại làm sai chuyện sao? Nàng nghĩ nhiều rồi, Hạo Vân Đồ vứt lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi, lúc nào tìm được người còn chưa biết, ông không thể cứ ngồi đây chờ Bùi Nương tử về. Vừa lúc này nhóm Hạo Thanh Thanh sắp trở về, cho dù Hạo Thanh Thanh vừa ra khỏi cung không muốn về quá sớm. Người còn ở ngoài cung Bùi Nương tử đã bắt gặp người hoàng đến phái đi tìm kiếm liền trở về cung sớm hơn Hạo Thanh Thanh một chút. Lúc nhìn thấy Hiên Viên đạo, Hiên Viên đạo đang ngồi trong điện xử lý công vụ. Tham kiến bệ hạ, Bùi Nương tử tiến vào chắp tay chào. Hạo Vân Đồ đặt quyển sách trong tay xuống, nhướng mắt nhìn lên, hỏi Thanh Thanh lại chạy đi xem náo nhiệt rồi. Bùi Nương tử cung kính trả lời, đúng thế, Hạo Vân Đồ, nhà đầu kia vĩnh viễn chưa trưởng thành. Kết quả phi bộc đài như thế nào? bùi nương tử huyền tử xuân khiêu chiến bị nghiêu hữu đạo phái một đám người giết nàng nói lại tình hình lúc đó bao gồm cả chuyện sau đó hạo thanh thanh đi tìm nghiêu hữu đạo hạo vân đồ cười dường như rất hứng thú có điều hưng phấn không phải là ở chỗ nghiêu hữu đạo giết người như thế nào mà là phương diện khác thanh thanh và hô diên uy cùng đi chơi sao bùi nương tử biết ông đang hứng thủ với điều gì có vài lời cũng không biết có nên nói hay không đứng từ góc độ nữ nhân nàng ta khá phản cảm với hồ diên uy nhưng có mấy lời không phải nàng ta nên nói nàng ta bèn nói một câu có hàm ý nhắc nhở hồ diên uy thích đi trốn phong nguyệt công chúa rất ghét điều này gặp hồ diên uy cũng chẳng nói lời nào dễ nghe hạo vân đồ hơi có vẻ trầm mặc nói nam nhân mà có thể lý giải hồ diên uy hiện tại cũng không có việc gì làm đang tuổi trẻ khó tránh khỏi có chút hoang đường đợi khi thành ra lập nghiệp hiểu rõ trách nhiệm phải gánh vác tự nhiên sẽ thu liễm lại tình huống gia đình bọn hắn cũng không cho phép hắn phóng túng mãi được. Tam nương, ngươi là người bên cạnh Thanh Thanh, có vài đạo lý ngươi phải nói nhiều với Thanh Thanh, ngươi hiểu rõ ý quả nhân chứ? Rõ, bùi nương tử đáp, nàng ta chẳng thèm đi nói những đạo lý mà ngay cả bản thân nàng ta cũng không đồng ý với hạo Thanh Thanh, chỉ làm những việc trong phận sự của mình là được rồi. Hạo vân đồ nhìn chằm chằm bùi nương tử, trong ánh mắt có chút thâm trầm, câu chuyện lại quay về chủ đề trước, ban nãy ngươi nói tu sĩ quan chiến ở phi bộc đài rất nhiều, có bao nhiêu? Bùi nương tử suy tư một chút, hồi bệ hạ, cụ thể là bao nhiêu không rõ nhưng ít nhất phải có mấy ngàn người quan chiến. Mấy ngàn người, Hạo Vân Đồ nói thầm một tiếng, lại hỏi, đều là tu sĩ sao? Bùi nương tử đáp, có lẽ đều là tu sĩ, chỗ đó người thường không dễ lên được. Hạo Vân Đồ trầm mặc, vừa trầm mặc vừa phất phất tay. Bùi nương tử ôm quyền không người, lùi lại mấy bước, sau đó quay người rời đi. Trong điện an tĩnh lại, Hạo Vân Đồ chậm rãi dựa vào ghế lưng, từ từ nói, bộ tầm, người cảm thấy tiền nha đầu thanh thanh kia nợ nên trả hay không? Một lão thái giám cơ thể hơi mập tóng bạc trắng đứng bên, chính là bộ tầm trong lời hoàng đế nói, chỉ là chuyện đùa, không thể coi là thật. Hảo vân đồ, vậy hôm nay nha đầu thanh thanh kia lại hứa hẹn với người ta 10 vạn chiến mã thì sao? Bộ tầm khẽ cười một tiếng, công chúa ngây thơ, không dành thế sự, 10 vạn con chiến mã thì càng không thể coi là thật. Hạo Vân đồ nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta, phi bộc đài có mấy ngàn tu sĩ quan chiến, người thấy thế nào? Làm bạn nhiều năm, không nói gì mà tâm ý tương thông nhưng cũng có thể hiểu rõ tâm tư đối phương. Bộ tầm dường như hiểu ra chút gì đấy, đáp cái này không chỉ ở phi bộc đài, tu sĩ ở kinh thành không ở phi bộc đài không biết là có bao nhiêu. Hạo Vân đồ, đúng vậy. Đây chỉ mới là số đi phi bộc đài, số người ở Kinh Thành không biết có bao nhiêu. Nhiều tu sĩ tụ tập ở Kinh Thành như vậy là định làm gì? bộ tầm có lẽ đều là thế lực khắp nơi đến để cầu chiến mã tụ tập như vậy có phải hơi nhiều quá không chỉ tùy tiện tụ tập xem chút náo nhiệt đã có mấy ngàn tu sĩ vây xem nếu xảy ra chuyện hơi lớn một chút thì thế sao võ đài đã đánh tới tận cửa nhà quả nhân rồi nhiều kẻ có ý đồ xấu như vậy đang dạo chơi xung quanh nhà quả nhân một khi có biến một khi chúng tụ tập gây chuyện hộ vệ cung thành của quả nhân e cũng chẳng cản được cũng nên thanh lý dọn dẹp rồi hạo vân đồ nói xong đứng dậy đi vòng ra trường án, bước ra cửa, đứng dưới mái hiên cửa cung điện. Bộ tầm đi từng bước phía sau, đang quan sát sắc mặt để nói chuyện. Hạo Vân đầu nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt có chút thâm trầm từ từ nói, đường đường trưởng công chúa Tề Quốc Há có thể nói không giữ lời. Nữ nhi bảo bối của quả nhân nợ tiền quả nhân phải trả giúp nàng, đồ nữ nhi quả nhân hứa, quả nhân phải thực hiện giúp nàng, ai bảo quả nhân là cha nàng. Đình viện tĩnh mịch, đèn đuốc le lói, nguyện điệp nhẹ nhàng vỗ cánh dưới ánh trăng, Nghiêu Hữu Đạo đứng trong cảnh đẹp này ngẩng đầu ngắm trăng. Hắc Mẫu Đơn cầm vài tờ giấy trên tay bước vào, đạo ra, đây là tình hình mấy nhà ngày mai người muốn đi bái phỏng. Ánh mắt Nghiêu Hữu Đạo thu lại từ bầu trời đêm, cầm tờ giấy trong tay, Đoạn Hổ lại bước nhanh chân đến vội vàng bẩm báo, đạo ra, Bùi Nương Tử đến đây bái phỏng. Nghiêu Hữu Đạo hiếu kỳ, công chúa thiếu đầu óc kia đêm hôm khuya khoát chạy tới làm gì? Đoạn Hổ nói, công chúa không đến, chỉ có Bùi Nương Tử và xài Phi. Nghiêu Hữu Đạo hơi giật mình, nói cho mời. Rất nhanh, bùi nương tử cùng xài phi bước đến, được mời vào phòng khách ngồi. Sau khi trà nước dâng lên, như hữu đạo vẫn tò mò hỏi, hai vị không biết có gì cần phân phó. Bùi nương tử mỉm cười, phân phó không dám nhận, chúng ta cũng là phụng ý chỉ hoàng đế bệ hạ đến đây gặp như huynh đệ. Hoàng đế, như hữu đạo hồ nghi, hoàng đế tề quốc có ý chỉ cho ta. Bùi nương tử, người cũng không phải người tề quốc, sao có ý chỉ gì cho ngươi, bệ hạ bảo chúng ta đến tìm như huynh đệ đàm phán. Đàm phán, Nghiêu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn nhìn nhau, đều mờ mịt, Nghiêu Hữu Đạo lại hỏi, đàm phán chuyện gì? Bùi Nương Tử, bệ hạ nói, đường đường trưởng công chúa Tề Quốc không thể nói mà không giữ lời, nếu đã nợ tiền người ta, vậy thì phải trả. Nếu đã hứa gì thì phải thực hiện, trưởng công chúa nợ ngưu Huynh Đệ 200 vạn kim tệ, còn cả 10 vạn chiến mã trưởng công chúa hứa hẹn cho ngưu Huynh Đệ, tất cả đều được bệ hạ thực hiện thay trưởng công chúa, còn nợ cha trả. ngưu Hữu Đạo cùng Hắc Mẫu Đơn đều á khẩu không trả lời được, có cảm giác như bị đánh một gậy làm ngớ ngẩn cả rồi. Niềm vui này tới quá đột ngột, hơn nữa có cường liệt, 200 vạn kim tệ, 10 vạn con chiến mã. Nhiều hữu đạo có chút không thể tin được, hoàng đế bệ hạ tề quốc không nói đùa đấy chứ. Bùi nương tử, quân vô hí ngôn, nhiều hữu đạo hồ nghi nói, đã muốn làm tròn lời hứa, còn nói đàm phán là có ý gì. Bùi nương tử, là như vậy, nhiều huynh đệ, người cũng là người hiểu chuyện có lẽ cũng nhìn ra, bình thường công chúa nói chuyện đều không dùng đầu óc, bệ hạ cũng đau đầu. Ngày nào đầu óc công chúa ấm lên nói tặng tề quốc cho người khác bệ hạ cũng không thể cũng giúp nàng thực hiện được. Cho nên nói, bắt bệ hạ trực tiếp trả 200 vạn kim tệ cùng 10 vạn con chiến mã giúp công chúa để làm tròn lời hứa căn bản không thực tế, như huynh đệ, người nói sao. mươi 427, quân tâm khó dò, như hữu đạo cười ha hả, bưng trà chậm rãi nhấp một hớp, âm thầm phỏng đoán ý đồ đến của đối phương, nhất thời hắn cũng không tiện nói những thứ đổ lớn đó hắn không cần nữa, càng không tiện nói các ngươi nhất định phải thực hiện. Vậy ý của bệ hạ là, Nghiêu Hữu đạo thử hỏi một câu, Bùi nương tử, 10 vạn con chiến mã không thể nào đưa cho ngươi, chuyện đó không thực tế, điểm ấy chắc hẳn như huynh đệ cũng hiểu. Còn 200 vạn kim tệ kia, bệ hạ đồng ý trả, có điều lập tức trả nhiều tiền mặt như vậy cũng là áp lực đối với quốc khố tề quốc. Ý bệ hạ là điều hòa một chút, Nghiêu Hữu đạo hỏi lại, cách điều hòa thế nào? Bùi nương tử lấy một cuộn da dê trong tay áo đẩy lên trước mặt Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo cầm lấy xem, phát hiện là một chồng văn điệp phê chuẩn xuất cảnh chiến mã, tổng cộng 10 tờ, số lượng của mỗi tờ phê chuẩn xuất cảnh là một vạn thớt. Một vạn thớt, theo Nhiêu Hữu Đạo biết, đây là hạn ngạch lớn nhất trong văn điệp phê chuẩn xuất cảnh chiến mã, 10 tờ, tức là 10 vạn thớt. Nhiêu Hữu Đạo vô cùng kinh ngạc về phía bùi nương tử, chỉ vào văn điệp, hỏi có ý gì. Bùi nương tử, 200 vạn kim tệ không trả nữa, Văn Điệp phê chuẩn suốt cảnh 10 vạn tuấn mã này đủ để gán 200 vạn kim tệ, còn tiền mua sắm chiến mã, như huynh đệ tự nghĩ cách đi. Như vậy, lời hứa hẹn hoang đường của công chúa điều hòa một chút là có thể thực hiện được hết, người thấy như thế nào? Cái này dĩ nhiên là cầu còn không được, nhưng như Hiếu Đạo không tin có chuyện tốt như vậy, đưa đồ vật trong tay lên, hỏi, nếu ta đồng ý, thứ này là của ta. Bùi nương tử gật đầu, vẫn là câu nói kia, quân vô hí ngôn đồ vật ta đều mang đến rồi, Nghiêu huynh đệ còn gì nghi ngờ nữa. Có điều vẫn còn kèm theo hai điều kiện, Nghiêu hữu đạo, nguyện rửa tai lắng nghe, bùi nương tử, đầu tiên, sau này trưởng công chúa có hứa hẹn gì với Nghiêu huynh đệ đều sẽ không tính. Thứ hai, sau khi Nghiêu huynh đệ nhận đồ, chúng ta cần có văn bản giao nhận rõ ràng, Nghiêu huynh đệ phải viết rõ đã nhận được đồ trưởng công chúa đã hứa, sau này không còn nợ gì Nghiêu huynh đệ nữa. Sau này Nghiêu huynh đệ cũng không được tìm công chúa đòi nợ gì nữa còn điều phía trước cũng muốn được viết rõ trong văn thư giao nhận như huynh đệ chỉ đơn giản như vậy thế này cũng không thể nói chúng ta lấy thế đẻ ngừa đúng không có thể đồng ý giờ chúng ta chính thức giao nhận nếu không đồng ý thì quên đi người thấy thế nào như hữu đạo cảm thấy khó hiểu tình hình trong hoàng cung như thế nào hắn không biết hắn cũng không hề hiểu rõ vị hoàng đế kia đột nhiên đem lợi ích như vậy nện lên đầu hắn hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình hình gì cả nên không cách nào đưa ra phán đoán chính xác cho nên hắn hơi sướng ra. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đây rõ ràng là lợi ích sáng loáng, cũng chẳng có bất lời với mình, quá chiếm tiện nghi như vậy, thiên hạ nào có chuyện tốt đến thế. Ngay cả hắn còn không coi lời hứa hẹn của Hạo Thanh Thanh là thật, hoàng đế có thể coi là thật sao? Ngưu Hữu Đạo trần chờ nói, có thể cho ta cân nhắc hai ngày không? Bùi Nương Tử lắc đầu, Ngưu huynh đệ, những lời ta nói sau đây không có ý khác, chỉ nói một sự thật. Ngưu Hữu Đạo mời nói. Bùi Nương Tử, ngươi nên hiểu rõ bản thân ngươi có thân phận địa vị gì, Bệ hạ có thân phận địa vị gì, Bệ hạ không có thời gian cùng tinh lực từ từ chơi với ngươi. Cơ hội chỉ có lần này, hoặc là ngươi đồng ý điều kiện giao nhận rõ ràng, hoặc là giờ đưa ra thứ chứng minh mình chủ động từ bỏ tất cả những hứa hẹn của công chúa. Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với hoàng đế, thời khắc này ngươi không có lựa chọn thứ ba. Tối nay sau khi rời khỏi tòa nhà này nếu không thể đưa về câu trả lời Bệ hạ muốn, tất cả mọi người trong căn nhà nhà sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Lời đối phương mặc dù khó nghe, nhưng như hiểu đạo rõ, đối phương nói hoàn toàn là sự thật. Ở kinh thành tề quốc này, hoàng đế muốn hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai chỉ là chuyện một câu nói. Như hữu đạo lật lật thứ trong tay, mẫu đơn, mời lệnh hồ thu và phong ân thái đến đây một chút. Rõ, hắc mẫu đơn đáp, bùi nương tử nói, loại chuyện này cần để những người khác tham dự sao. Hắc mẫu đơn nghe tiếng dừng bước, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo phất thứ trong tay, thứ này ta thấy lần đầu, sao biết là thật hay giả. Bùi nương tử khẽ cười một tiếng, ta đáng phải làm giả thứ này đưa cho ngươi sao? Nếu hoàng đế bệ hạ thật sự muốn đối phó ngươi, cần phải vòng vèo vậy sao? Đây chính là điểm khiến Ngưu Hữu Đạo lo lắng, lợi ích đột nhiên giáng xuống này khiến hắn khó tin. Hắn muốn từ bỏ nhưng lại cảm thấy nếu hoàng đế bệ hạ đối phó hắn thật sự không cần phải lòng vòng như vậy, người ở ngay trên địa bàn của người ta muốn thu thập hắn quá dễ dàng nếu là mình suy nghĩ nhiều thứ đồ có giá trị không nhỏ thế này mà từ bỏ không khỏi quá đáng tiếc nghiêu hữu đạo vẫn phất tay với hắc mẫu đơn bảo mời hai vị kia đến không lâu sau lệnh hồ thu và phong ân thái đến hai người nhìn thấy bùi nương tử tới đều dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo thuận tay đưa đồ cho bọn hắn hoàng đế tề quốc muốn thực hiện lời hứa giúp công chúa thứ này ta chưa thấy bao giờ các huynh xem thử là thật hay giả. Sau khi hai người nhìn thấy rõ đồ vật trong tay đều giật nảy cả mình, ban ngày chính miệng công chúa kia hứa 10 vạn thất, không ngờ đã đến thật rồi. Phong Ân Thái nhìn thấy thứ trong tay càng hưng phấn không thôi hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng hai người cũng chưa từng thấy thứ này, trong tình huống bình thường triều đình đế quốc ký văn điệp xuất cảnh chiến mã đều là giao dịch giữa các quốc gia với nhau, phần lớn tu sĩ đều chưa từng nhìn thấy món này. Bùi nương tử nhìn bộ dạng nghi hoặc của bọn hắn liền lắc đầu nói, thật sự không cần nghi ngờ đâu, không thể là giả được, cũng không đáng làm giả lừa gạt các ngươi. Lệnh hồ thu hỏi như hữu đạo, lão đệ, cái này là thế nào? Tiền nợ và đồ công chúa đã hứa với ta, hoàng đế bệ hạ muốn điều hòa một chút. Như hữu đạo kể lại đại khái tình hình, sau khi nghe xong, phong ân thái nói, thật sự đòi công chúa 200 vạn kim tệ cùng 10 vạn con chiến mã không khỏi có chút quá đáng, ta thấy biện pháp điều hòa này có thể chấp nhận. Nghiêu hữu đạo đang khó xử, nghe vậy hỏi, phong lão ca cảm thấy có thể. Phong ân thái, mặc kệ là thật hay giả, đợi sau này tìm người nghiệm chứng thật giả là có thể biết được ngay, giờ đệ đồng ý cũng không tổn thất gì. Nghiêu hữu đạo cũng có suy nghĩ này, nhưng vẫn có chút cảnh giác với lợi ích đến đột một này, hắn quay đầu lại hỏi lệnh hồ thu, huynh trưởng thấy thế nào. Lệnh hồ thu trần chờ nói, việc này lão đệ tự nghĩ lại cho kỹ. Chuyện lớn như vậy, y cũng có hoài nghi, cũng không dám tùy tiện đưa ra đề nghị, không ai biết rõ rốt cuộc hoàng đế có ý gì mấy người bọn hắn cũng chưa được tiếp xúc với nhân vật cấp bậc hoàng đế trong phòng rơi vào yên tĩnh cuối cùng vẫn là bùi nương tử phá vỡ trầm mặc như huynh đệ vị trong cung không kiên nhẫn vẫn đang còn chờ tin tức của ta đấy nghiêu hữu đạo trần chờ khó quyết định phong ân thái nói lão đệ đồng ý đi đệ chỉ cần giải quyết việc này nhiệm vụ của đệ ở tề quốc đã hoàn thành chuyện vận chuyển ra ngoại cảnh tề quốc do thiên ngọc môn ta phụ trách lão biết Nhiêu Hữu Đạo e ngại nguy hiểm không dám tùy tiện quyết định. Nhiêu Hữu Đạo sửng sốt, không ngờ lão lại nói ra câu này, quay phát đầu lại hỏi, thái độ của huynh có thể đại diện cho Thiên Ngọc môn sao? Cái này hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng, hắn cần dựa vào lợi ích của phân chia rượu để thỏa mãn lợi ích ba phái, còn cần dùng đó để nuôi mạng lưới tình báo Ngũ Lương Sơn. Chương 428, quân tâm khó dò hai. Sư môn phái ta đến đây phụ trách, ta có quyền đại diện cho sư môn vào thời điểm này, điểm này đệ hẳn cũng biết, không cần phải nghi ngờ. Phong ân thái dơ chồng văn điệp trong tay, có điều có hai tiền đề, đầu tiên thứ này phải là thật, ngoài ra, thứ này nhất định phải giao hết cho thiên ngọc môn ta xử trí. Chỉ cần chồng văn điệp phê chuẩn suốt cảnh này là thật, lão muốn tất cả phải cầm về tay. Thiên ngọc môn phái lão đến đây chủ trì việc này, tốn nhiều thời gian như vậy, lại hao phí một khoản tiền khổng lồ, lại hao tổn không ít nhân thủ, sau khi trở về đã không còn mặt mũi nào đối mặt với sư môn, nếu có thể lấy được thứ này về tay, chuyện phía sau sẽ dễ làm hơn nhiều. Vì sao dễ làm, đạo lý rất đơn giản, là dựa vào sắp văn điệp phê chuẩn suốt cảnh 10 vạn chiến mã, chỉ cần cầm thứ này để làm điều kiện thông quan trên đường. Ra khỏi quốc cảnh phía đông tây quốc chính là triệu quốc, chỉ cần giải quyết êm đẹp đem chiến mã tặng cho các thế lực ở khu vực vận chuyển ngang qua là được. Văn điệp phê chuẩn suốt cảnh 10 vạn chiến mã bỏ ra 5 vạn để mở được các ải không đủ sao. Nếu thực sự không được, chỉ cần đưa về hai vạn thất cũng được, còn 8 vạn khác cứ đem tặng người ta để mở được các ải không được sao. Ai cũng biết, mua sắm chiến mã trong cảnh nội tề quốc thực ra không mắc, phiền phức mấu chốt là chuyện vận chuyển khỏi quốc cảnh tề quốc. Đây là cửa ải mà tề quốc khống chế nghiêm mặt nhất. Sở dĩ chiến mã đắt hơn phần nửa phí tổn bắt nguồn từ đây. Dân chăn nuôi ngựa bán ngựa thực ra chỉ kiếm được một ít, phần lớn đều dâng tặng cho những người quyền thế kia rồi cho nên có điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã trong tay, đây chính là con át chủ bài lớn nhất. Nhưng để Thiên Ngọc Môn ra mặt tìm các thế lực phải đi ngang qua trên đường đàm phán, cho họ nhặt không lợi ích, các thế lực đi ngang qua trên đường chẳng có lý do gì không đồng ý. Chỉ cần phân chia số lượng chiến mã vận chuyển theo từng đợt, để cho dù các thế lực kia biết chuyện đổi ý giữ số chiến mã trước mắt lại thì cũng không được lợi bằng số Thiên Ngọc Môn cho, về sau đợi sau khi chiến mã quá cảnh mới thực hiện chỗ tốt dĩ nhiên cả đường sẽ thông suốt. Cứ vậy, có thế lực khắp nơi suốt chặng đường đảm bảo thực ra còn an toàn hơn đi đường biển, mặc dù cái giá phải trả rất lớn nhưng có điều tiền vốn trả cái giá này cũng có không mà. Cho dù lão chỉ có thể đem về hai vạn chiến mã nhưng so với một vạn chiến mã thương triều tông cần vẫn lớn hơn rất nhiều, còn có thể tiết kiệm được cho thiên ngọc môn một khoản lớn ở Tây Quốc, tất cả những phí tổn trước kia như vậy tính ra đều chẳng đáng gì, ngược lại lão còn có công. Thử hỏi, điệp phê chuẩn suốt cảnh 10 vạn chiến mã này bảo làm sao mà lão không động lòng cho được. Nghiêu hiểu đạo hơi suy nghĩ, trầm ngâm nói, phong lão ca đã nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Có điều lão ca, huynh đừng chê ta nói chuyện khó nghe, dù sao huynh cũng bành trưởng môn, lời nói miệng của huynh không đủ phân lược, e là phải chứng thực trên giấy tờ mới chứng minh được. Hơn nữa ta và huynh phải lập tức cùng truyền tin tức về để người trong nhà biết quyết định của huynh, ta không muốn sau này có bất kỳ cái cọ gì. Thần sắc phong ân thái ngưng trọng chậm rãi gật đầu nói, đây là dĩ nhiên, ta đã đưa ra quyết định này dĩ nhiên phải gánh chịu trách nhiệm này. Nếu lão đã bằng lòng nhảy ra gánh nguy hiểm vậy thì Ngưu Hữu Đạo cũng thoải mái hơn nhiều, quay đầu khẽ gật đầu với Bùi Nương Tử, được. Quyết định như vậy đi, lấy bút mực giấy nghiên tới. Rõ, Hắc Mẫu Đơn đáp lời bước nhanh đi, bút nghiên giấy mực nhanh chóng đem tới, Ngưu Hữu Đạo để bút thành thư, viết rõ nội dung đàm phán lên, xóa sạch nợ với Hạo Thanh Thanh, sau này bất kể Hạo Thanh Thanh hứa hẹn gì đều không tính. Phong Ân Thái đứng ngoài quan sát chen lời, hẳn phải thêm vào một câu, điều kiện tiên quyết là sắp văn điệp phê chuẩn suốt cảnh này là thật mới tính. Nghiêu hữu đạo đang đề bút nhìn về phía bùi nương tử, bùi nương tử gật đầu có thể. Thế là nghiêu hữu đạo đặt bút thêm vào nội dung phong ân thái nói. Sau khi viết xong, đóng dấu ký kên, rồi dưới sự ra hiệu của bùi nương tử lại ấn dấu chỉ tay và trưởng ấn. Bùi nương tử kiểm tra khế ước, xác nhận không có gì sai sót mới thu lại, lập tức cáo từ, chư vị, đã quấy dày lâu, ta còn phải trở về phục mệnh, xin cáo từ ở đây. Tiễn khách xong, Nhiều hữu đạo lại ký khí ước với Phong Ân Thái, cuối cùng giao hết 10 văn điệp phê chuẩn xuất cảnh cho Phong Ân Thái. Nói thật, văn điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã mặc dù không phải 10 vạn chiến mã thực sự nhưng tuyệt đối có giá trị không nhỏ, đối với những người có nhu cầu bức thiết mà nói thậm chí không phải là chuyện tiền bạc, cứ thế tặng không cho Thiên Ngọc Môn, ít nhiều Nhiều hữu đạo vẫn cảm thấy hơi tiếc. Nhưng hắn nghĩ rất thoáng, không làm gì mà có thể lấy được phần trăm rượu về tay, lại có thể bớt đi phiền phức sau này cũng không có gì không tốt, tham quá chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngoài phủ, bùi nương tử và xài phi ra khỏi cửa, dưới bóng đêm trực tiếp bay lượn trên bầu trời kinh thành. Đáp xuống ngoài hoàng cung, trước khi tiến vào cửa cung, xài phi không kìm được hỏi một câu, sư tỷ văn điệp phê chuẩn suốt cảnh 10 vạn chiến mã này không phải chuyện nhỏ, bệ hạ làm vậy là có ý gì? Bùi nương tử thở dài, ta cũng không biết, tâm tư bệ hạ khó phỏng đoán, chúng ta làm theo là được. Hai người đi đến trước cửa cung, đưa ra lệnh bài thông hành đi vào. Trong căn nhà ban nãy, sau khi Phong Ân Thái và Nhiêu Hữu Đạo giải quyết rõ ràng mọi chuyện thì cùng song song thả kim xí về báo tin. Phong Ân Thái cất 10 văn điệp rồi cáo từ trước, không còn tâm tư ở lại ứng phó nữa. Lệnh Hồ Thu đưa mắt nhìn Phong Ân Thái rời đi, miệng lầm bầm nói xem trừng lão sẽ lập tức gửi tiếp một tin cho Thiên Ngọc Môn, báo cáo kỹ tính toán của lão để Thiên Ngọc Môn tiến hành phối hợp liếc mắt nói với nghiêu hữu đạo cao mày bên cạnh, để cũng không cần lo lắng gì cả, chỉ cần văn điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã này là thật, cho dù có phải trả cái giá lớn để mở đường thì đưa một vạn chiến mã về quận Thanh Sơn cũng quá dễ dàng. Chỉ cần ra khỏi cảnh nội tề quốc phía sau cơ bản chẳng có vấn đề gì, chắc chắn Phong Ân Thái cũng thấy rõ điểm ấy nên mới đưa ra quyết định này. Chỉ hy vọng như thế, nghiêu hữu đạo buông tiếng thở dài, thật sự là việc này thấy thế nào đều không thích hợp, Thế nhưng Nghĩ Tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra Hoàng đế Tề Quốc cần gì phải lòng vòng nhắm vào hắn như vậy, hắn chưa đạt đến độ cao như Hoàng đế Tề Quốc, tiền căn hậu quả chả biết gì, không có chút tin tức gì để hắn tham khảo khiến hắn không thể đưa ra bất kỳ phán đoán gì. Cho nên càng nghĩ càng không yên lòng, lại hỏi: "Huynh trưởng, Hoàng đế Tề Quốc là người như thế nào?" Lệnh Hồ Thu hiểu ý hắn, cười ha ha nói: "Ta làm sao có tư cách kết giao với hoàng đế các quốc gia? Ngay cả mặt Hạo Vân đồ ta còn chưa thấy." cùng lắm chỉ nghe chút phong thanh sao rõ hắn là hạng người gì? có điều chắn chắn không phải loại hôn quân có thể làm những chuyện hồ đồ như đệ hoài nghi đâu, cũng không phải dạng làm loạn như trưởng công chúa, hơn nữa chắc chắn giỏi hơn hoàng đế yến quốc. đệ nhìn cục diện loạn trong giặc ngoài của yến quốc các đệ, lại nhìn cục diện bình ổn của tề quốc đi, hôn quân sao có thể khống chế ra cục diện như vậy được? như hữu đạo lắc đầu nói, huynh trưởng nói vậy ta chẳng phải càng lo lắng hơn sao? quân tâm khó dò, chúng ta chẳng có chút đầu mối gì huống hồ chuyện đã thế này rồi, có nghĩ nhiều cũng vô dụng, nghỉ ngơi trước đi, ta về trước đây. Lệnh hồ thu vỗ vỗ bả vai hắn, phủi tay áo bỏ đi. Thật ra, lệnh hồ thu y chỉ là người đứng xem, xảy ra chuyện cũng không liên quan gì đến y nên dĩ nhiên y chẳng có áp lực gì. chương 429, một đấu một vạn, còn nghiêu hữu đạo muốn không nghĩ cũng khó, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra mình có tư cách gì đáng để hoàng đế tể quốc đích thân ra tay đối phó. Nếu Yến Quốc hại hắn, hắn còn có thể lý giải mình với tề quốc hẳn không thủ oán gì tôi này đã định sẵn khiến hắn phải chặn chọc rồi công chúa người định đi đâu mặt trời mọc hạo thanh thanh hất bím tóc đầy đầu nhảy nhót từ trong phòng ra lúc ra đến cửa viện bị bùi nương tử đột một bước ra cản lại hạo thanh thanh hất cằm tìm mẫu hậu bùi nương tử bình tĩnh nói bệ hạ có chỉ kể từ hôm nay không có ý chỉ của bệ hạ công chúa không thể rời khỏi viện này hạo thanh thanh trừng mắt giam lỏng ta ta làm gì sai ta đi gặp mẫu hậu cũng không được bùi nương tử lắc đầu không được hạo thanh thanh kinh hô dựa vào cái gì bùi nương tử ta cũng không biết đây là ý chỉ bệ hạ hạo thanh thanh cả giận nói ta không tin ta tìm phụ hoàng nói rõ lý lẽ rồi nàng định xông ra ngoài bùi nương tử kéo tay nàng lại bệ hạ có chỉ nếu công chúa dám kháng mệnh trói lại hạo thanh thanh á khẩu không trả lời được sau khi khuyên được nàng trở về Bùi Nương Tử lại phân phó một nữ tu sĩ theo sát Hảo Thanh Thanh một tấc không rời, tóm lại không để cho Hảo Thanh Thanh rời đi. Nàng ta vừa trong viện bước ra thì đụng phải Sài Phi. Sài Phi vừa gặp đã hỏi, sư tỷ có nghe tin gì không? E là Nghiêu Hữu Đạo gặp phiền phức rồi. Hai, Bùi Nương Tử khẽ thở dài, bệ hạ sẽ không để Nghiêu Hữu Đạo vào trong mắt đâu, Nghiêu Hữu Đạo chỉ vừa lúc đụng phải dao của bệ hạ. Sài Phi ừ đáp, đúng là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt nói cách khác cũng sẽ không để ý sống chết của hắn. Bùi nương tử dương mắt, người có ý kiến. Xài phi giang tay lên, ta có thể có ý kiến gì, ý kiến của chúng ta hữu dụng sao? Bệ hạ ra tay, ngoài ý chỉ bản thân bệ hạ, ai có thể thay đổi chứ? Đồ đao của bệ hạ đã dơ lên nhất định phải có một trận gió tanh mưa máu, chỉ không biết phải chết bao nhiêu người thôi. Bùi nương tử cười khổ, tu vi tu sĩ chúng ta có lúc thực ra cũng chẳng có tác dụng gì, bệ hạ mới thực sự là một đấu một vạn. Phủ đệ đại hành lệnh, tả đức Tụng hạ chiều trở về tiền u đang đi qua đi lại trước cửa phủ bước lên đón bồi tiếp vào trong vừa đi cạnh ông vừa nói thầm trong đình viện tả đức tụng dừng chân hỏi chuyện khi nào tiền u tin vừa được truyền ra sáng nay tả công ngài cảm thấy là thật sao tả đức tụng hỏi lại người cảm thấy trong kinh thành này ai dám ngụy trang bệ hạ công khai tung tin đồn nhảm tiền u trầm mặc gật đầu cũng đúng tả công nói có lý xem ra thực sự là thật rồi tả đức tụng quay đầu nhìn về phía hoàng cung bảo đồng môn của ngươi an phận một chút gần đây cố gắng đừng dính vào chuyện gì những tu sĩ kia khiến bệ hạ bất mãn bệ hạ muốn giết người tiền u tả công đang nhắc nhở là chỉ không ngờ nghiêu hữu đạo kia lại thành chỗ hạ đao tả đức tụng cười ha ha một tiếng không phải mãnh long không qua sông ta lại muốn xem thử hắn vượt sông như thế nào phủ đệ thượng tướng quân hồ diên hồ diên uy nghinh ngang đi về phía cổng lớn bóng dáng tra hổ từ một lầu các bên cạnh đi ra Hồ Diên Uy nhìn thấy chắp tay, chào buổi sáng lão hổ thúc. Sáng, người xem thử giờ là lúc nào rồi. Cha hổ hất cầm chỉ mặt trời đã treo cao. Hồ Diên Uy cười hì hì, ta đây không phải đang bị thương sao. Ngón tay chỉ vào mông mình. Cha hổ cười hỏi, thương tích thế nào? Hồ Diên Uy vỗ ngực, mặc dù không phải mình đồng ra sắt nhưng dù sao cũng là một hán tử, có thể đi được. Cha hổ, kha, ngày đó là ai đau kêu cha gọi mẹ, nước mắt nước mũi ròng ròng. Khụ khụ, Hồ Diên Huy ho khan hai tiếng, y hơi lúng túng nhìn chung quanh, thấp giọng nói, lão hổ thúc, người thấy chết không cứu thì thôi đi, sao còn ngồi đó châm chọc ta. Cha hổ, được, không châm chọc nữa, người định đi đâu. Hồ Diên Huy lập tức cười hì hì nói, mới quen một bằng hữu, đã hẹn là dẫn hắn đi Bạch Vân Gian chơi. Lão hổ thức, cô nương Bạch Vân Gian không tệ đâu, có muốn cùng đi cho biết không? Ta mời khách, cha hổ cười nói, xem ra đậu hũ quán thật sự kiếm được tiền rồi, còn nhớ mời khách ta nữa. Hồ Diên Huy cười hì hì, quên ai chứ không thể quên được thúc, sau này chỉ cần lão hổ thúc nói vài lời tốt đẹp với cha ta, sau này có chuyện tốt nhất định nghĩ đến thúc. Cha hổ gật đầu, ừm, mời khách cũng không cần đâu, ta cũng chẳng hứng thú với tiền lắm, hay là ta nói với cha người một tiếng, bảo ông ấy đem toàn bộ phần được chia của người ở đậu vũ quán sung công. Hai mắt Hồ Diên Huy trừng lớn, bước tới trước ôm lấy cánh tay ông, liên tục cầu khẩn, lão hổ thúc, tiểu chất đã rất thê thảm, ngài không thể bỏ đá xuống giếng được. Người không phải nữ nhân, đừng có ôm ôm ấp ấp chứ. Cha Hồ liền đẩy ý ra, ta muốn nữ nhân thế nào mà không có, cho dù ta có ngủ với bà chủ Bạch Vân Gian, Đại Vương Tây Viện cũng sẽ chẳng nói gì, không cần người mời khách, ý tốt của người ta xin nhận nhưng ta không hứng thú với nơi Phong Nguyệt kia. Đúng rồi, người định mời ai, Lưu Hữu đạo sao? Hồ Diên uy dựng thẳng ngón tay cái, anh minh, không gì có thể giấu được lúc. Cha Hồ, yên tĩnh một chút trong khoảng thời gian này cũng đừng ra ngoài lung tung, ngoan ngoãn ở trong nhà, coi như dưỡng thương đi, đây là ý của cha người đấy. Hồ Diên Huy, đừng nha, ta đã đồng ý với người ta, sao có thể nói không giữ lời. Hơn nữa, thương tích của ta đã tốt lắm rồi, ra ngoài đi đây đi đó một chút có thể còn khỏi nhanh lên. Y đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vì cha hổ đột nhiên đá một cước lên mông y, trực tiếp đá bay y rồi đập thẳng xuống đất. Cha hổ phất phất tay, lập tức có hai người tới, ông chỉ hô Diên Uy nửa sống nửa chết trên mặt đất, đưa Tam thiếu ra đưa trở về dưỡng thương, thương tích chưa lành không cho phép hắn đi ra ngoài. Rõ, hai người lập tức đỡ hô Diên Uy trên mặt đất dậy. Hoành Thiên Đoạn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liền dừng bước nhìn. Cha hổ đi tới, Hoành Thiên Đoạn khẽ khom người, cha hổ lặng lẽ liếc xéo nói, gần đây có thể không được yên ổn lắm, bảo đồng môn của ngươi mở to mắt, phỉnh tay lên, nhìn trong nhà cho kỹ, nếu có thất trách để người hô Diên ra xảy ra chuyện. Tính tình ta cũng không tốt lắm đâu. Lời này không chút khách khí, gương mặt hoành thiên đoạn hơi căng lên, có chút kiêng kỵ liếc nhìn cha hổ một chút, hơi hạ thấp người nói, sẽ bàn giao xuống dưới. Bạch phân gian, trong một lầu các, một đám vũ nương nhẹ nhàng nhảy múa, tô chiếu đích thân gảy đàn cho các nàng. Tần miên đi từ hành lang đến, tới cạnh tô chiếu, cúi người thì thầm bên tai tô chiếu. Tiếng đàn liền im bặt, tô chiếu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, chợt đứng lên, phất tay ra hiệu nhạc công bên cạnh đến đàn tiếp thay nàng. Tiếng đàn lại vang lên, hai người đi tới nơi hẻo lánh, Tô Chiếu Hồ Nghi nói, trưởng công chúa Tề Quốc nợ nghiêu hữu đạo 200 vạn kim tệ cùng 10 vạn con chiến mã. Chẳng lẽ đây chính là mục đích khiến nghiêu hữu đạo không hề nóng vội trên đường đi? Tần Nguyên, giờ chuyện này còn quan trọng sao? Tô Chiếu cười, tự nghiêu hữu đạo trêu chọc phải phiền phức lớn rồi, có trò hay để xem rồi. Lúc này nghiêu hữu đạo đang đứng trong phòng ngủ giang hai cánh tay, hắc mẫu đơn đang mặc đồ sửa soạn cho hắn, sắp ra ngoài gặp khách quý, bề ngoài cần phải chỉnh tề một chút giờ này những đại quan kia có lẽ đều hạ chiều rồi. Nghiêu hữu đạo hỏi một tiếng, hắc mẫu đơn, hẳn là hạ rồi, không trực ban, nên trở về nhà hẳn là đều về nhà. Nghiêu hữu đạo, tốt, hôm nay tranh thủ bái phỏng 3 đến 4 nhà, bên này thu thập ăn mặc xong chuẩn bị ra cửa thì thấy lệnh hồ thu vội vã đến, từ xa đã kêu lên, lão đệ, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Nghiêu hữu đạo, huynh trưởng cứ gì kinh ngạc như thế. Lệnh hồ thu tới gần trầm giọng nói, tối qua thật sự xảy ra chuyện rồi chương 430, Phong Lão Ca, Lão Phong, Phong Đại Gia. Chuyện tối qua vẫn treo lơ lửng trong lòng như hữu đạo, giờ nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Lệnh Hồ Thu, chuyện trưởng công chúa Tề Quốc nợ đệ, chuyện tối qua sáng này đột nhiên bị truyền ra. Chuyện tối qua, người bên chúng ta biết không nhiều. Nghiêu hữu đạo nói được một nửa liền ngẩng phát đầu lên nhìn y, hoàng đế tề quốc có trong lời đồn không? Lệnh hồ thu gật đầu, trong lời đồn có hoàng đế tề quốc, nói rất rõ, Hoàng đế Tề Quốc trả nợ cho nữ nhi đã cho Đệ Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã. như Hữu Đạo trong nháy mắt hiểu rõ, tin tức đột nhiên truyền ra, dám tung lời đồn dưới mắt hoàng đế, liên quan đến trưởng công chúa, dám vạch trần chuyện xấu trong nhà hoàng đế, là bên nào tiết lộ tin tức còn phải nói gì nữa sao? Vẻ mặt Lệnh Hồ Thu ngưng trọng nói, "Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã đấy. Lão đệ, đệ thành mục tiêu công kích, lần này đệ phiền phức lớn rồi." như Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười hoàng đế tề quốc này có ý gì, chút chuyện của ta và nữ nhi hắn mà cũng không dung được, không tiếc bồi đen nữ nhi mình để hố ta sao. Hắn muốn thu thập ta mà đáng phiền phức vậy sao? Hai, lệnh hồ thu dậm chân chỉ hắn, lão đệ, đệ hơi coi trọng bản thân quá thì phải. Đến giờ đệ còn tưởng rằng nhầm vào đệ sao? Đương nhiên, và rồi lúc nghe được tin ta cũng tưởng rằng nhầm vào đệ, nhưng nghĩ lại, không đúng rồi, hắn nhầm vào những tu sĩ mang theo ý đồ xấu xa với chiến mã đến tề quốc đấy. Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã, đó không phải chuyện tiền, nó sẽ kinh động thế lực khắp nơi, sẽ khiến người ta tranh đoạt bể đầu, phải mất bao nhiêu mạng, chảy bao nhiêu máu mới có thể giải quyết được chuyện lần này. E là trong lòng hắn đã sớm bất mãn với tu sĩ các phương tụ tập ở kinh thành này, để vừa lúc đâm phải đau của hắn, vừa lúc dâng một cái cớ động thủ cho hắn mà thôi. Hắc mẫu đơn vừa nhíu mày sắc mặt vừa thay đổi, xịt, như hữu đạo hít sâu một hơi, trong chớp mắt, chuyện khó hiểu tối qua cuối cùng đã có đáp án. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện tầm mắt của mình so với tầm mắt nhìn khắp thiên hạ của hoàng đế vẫn có tính hạn chế. Hắn chỉ nghĩ không có lý do gì đối phó hắn, cũng không sai, hoàng đến đúng là không có lý do gì đối phó hắn. Hắn cứ nghĩ chỉ cần bên này không để lộ bí mật, hẳn bên hoàng đế cũng sẽ không để lộ bí mật, hoàng đế sẽ không để cho người ngoài biết nữ nhi của mình không đáng tin đến mức nào, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài mà. Ai có thể ngờ, mình thực ra chỉ là kiếp nổ, là một con cờ không quan trọng mà thôi hoàng đế muốn đối phó với một đám tu sĩ muốn cả đám tu sĩ hạ độc thủ muốn số tu sĩ đếm không hết kia tự giết lẫn nhau hắn chỉ nhìn chằm chằm được mất và nguy hiểm của bản thân không nghĩ đến chuyện muốn giết nhiều tu sĩ như vậy mạch suy nghĩ không hề hướng lên trên đó làm tu sĩ lâu như vậy bất tri bất giác đã dính cái tính tự cho mình là giỏi của tu sĩ chưa từng nghĩ rằng người trong thế tục dám ra tay với nhiều tu sĩ như vậy nhưng trên thực tế thật sự có người có khí thế thôn tính sơn hạ thực sự có người dám làm như vậy như thế với hoàng đế mà nói, chuyện xấu trong nhà căn bản không tồn tại, trong mắt người ngoài, không có chuyện xấu trong nhà, chỉ có thủ đoạn của hoàng đế thôi. So sánh được mất, nợ của Hạo Thanh Thanh với hắn, hoàng đế cũng tiện tay trả sạch giúp nữ nhi rồi. Nếu như mình nhất định phải suy nghĩ nhiều, dám trêu đùa nữ nhi người ta. Lần này người ta cũng tiện thể thu thập ngươi luôn, mình chỉ nhìn chằm chằm được mất của mấy người bên mình, hoàng đế người ta nhìn chằm chằm cả một đám người bao gồm cả số ít bọn hắn chẳng trách hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không cho rằng hoàng đế có lý do gì đối phó mình hoàng đế người ta căn bản không chỉ giới hạn ở đối phó hắn mà đồng thời đối phó rất nhiều người trong đó có hắn tầm nhìn này thực sự đã phân cao thấp rồi Hạo vân đồ này khá thú vị đấy như hữu đạo ngoài cười nhưng trong không cười một tiếng bị người ta dùng biện pháp vô hình đâm một dao người không thể không tức giận được lệnh hồ thu lườm hắn một cái ai bảo đệ trêu chọc nữ nhi người ta cảm thấy nữ nhi người ta dễ đùa lần này đá phải hòn đá cứng chưa? Nghiêu hữu đạo đưa hai tay lên, liên quan gì đến ta chứ? Văn điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã kia ta đã chuyển nhượng rồi, khế ước chuyển nhượng đang ở trên tay ta, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Trong lòng hắn đang nghĩ, giờ chắc phong ân thái muốn đi đập đầu chết rồi. Hôm qua hắn cảm thấy lợi ích này hơi bất thường, phong ân thái vẫn sống chết muốn hắn lấy, giờ thì hay rồi. Lệnh hồ thu hỏi lại, đệ đang nói thiên ngọc môn. Ha ha, đệ nghĩ nhiều rồi, lời đồn bên ngoài không liên quan gì đến Thiên Ngọc Môn, chỉ nói Văn Điệp cho phép xuất cảnh đang ở trong tay Ngưu Hữu Đạo đệ, không hề nhắc đến Thiên Ngọc Môn một chữ. Có ý gì? Ngưu Hữu Đạo đột nhiên hỏi lại, "Lệnh Hồ Thu, ta làm sao biết là có ý gì?" Ngưu Hữu Đạo hơi mù mờ, hôm qua rõ ràng bọn Bùi Nương Tử tận mắt thấy thứ đó đã đưa cho Thiên Ngọc Môn mà. "Lệnh Hồ Thu, để đi hỏi Bùi Nương Tử ấy, để hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Ta nói chuyện này, để nhanh chóng xử lý cho tốt đi. Nếu đệ không xử lý tốt, đệ đừng trách ta ghét bỏ đệ, ta phải tranh thủ chạy lấy người đây, ta không chịu nỗi đâu, sẽ chết người đấy, đệ thích đi tìm chết chứ ta vẫn còn muốn sống thêm mấy năm. Ha ha, thú vị, hoàng đế này đúng là muốn tiện thể giúp con gái lấy lại chút thể diện với ta. Nhiều hữu đạo vui vẻ, hắn cũng hiểu ý trong lời nói của lệnh hồ thu, cũng không phải là mặc kệ hắn mà muốn hắn lấy văn thư giao nhận với thiên ngọc môn ra chứng minh trong sạch, chứng minh đồ trên người Thiên Ngọc Môn, có người muốn gây chuyện thì cứ đi tìm Thiên Ngọc Môn đi. Đúng lúc này, công tôn bố cùng người ba phái gần như chân trước chân sau đến, bẩm báo lời đồn bên ngoài. Bọn hắn không biết chuyện tối qua nên tới hỏi thật giả. Không cần nói, ta đều biết rồi. Như hữu đạo khoát tay chỉ chỉ lệnh hồ thu, biểu thị lệnh hồ thu đã nói cho hắn. Ô thiếu hoan một tay mặt đầy lo lắng, lão được Lưu Tiên Tông phái tới phụ trách để tử Lưu Tiên Tông ở đây, hỏi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghiêu hữu đạo chính là chuyện trong lời đồn đấy. Hắn không nói ra chuyện giao nhận với phong ân thái, một khi để ba phái biết lợi ích mình muốn tranh thủ đã về tới tay, e là ba phái sẽ lập tức rời đi, ba phái sẽ không đi gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy vì thiên ngọc môn, mục đích đã đạt được rồi thì sẽ không tiếp tục ở lại tề quốc mạo hiểm nữa. Lệnh hồ thu liếc nhìn hữu đạo, dĩ nhiên nhận ra nghiêu hữu đạo cố ý giấu diếm Các ngươi yên tâm, không có việc gì đâu, nghiêu hữu đạo khuyên nhủ rồi đuổi bọn hắn đi sau khi thờ ơ lạnh nhạt đưa mắt đám người rời đi, lệnh hồ thu nói: lão đệ, không phải đệ muốn cóm việc này lên người đấy chứ? ta đã nhắc nhở đệ rồi, việc này đệ không gánh nổi đâu. như hữu đạo không nhìn y mà nhìn xung quanh, phòng ân thái đâu? ba phái đều biết, thiên ngọc môn hắn không thể không biết. lệnh hồ thu cười lạnh, nếu như hôm nay đệ đưa đồ cho hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không nhận. giờ e là hắn đang hối vận vì tối qua đã tự quyết định thay thiên ngọc môn, chắc là muốn đi tự tử luôn rồi. Việc này hắn sẽ chẳng thể nào giao nộp lại với Thiên Ngọc môn. Đi, đi xem một chút, Nưu Hữu Đạo lời ra khỏi miệng, người cũng muốn đi. Đạo gia, Hắc Mẫu Đơn bỗng nhiên kêu lên, có thể nói với người vài lời không? như Hữu Đạo hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Thu. Thế này là có lời không tiện nói trước mặt Lệnh Hồ Thu sao? Lệnh Hồ Thu cũng liếc mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn, mỉm cười nói, không sao, các ngươi nói đi, ta đến bên lão phong xem thử trước. Chương 431, Phong lão ca Lão Phong, Phong Đại Gia hai Như Hiếu Đạo cùng Hắc Mẫu Đơn vào trong nhà, hỏi có chuyện gì không thể nói trước mặt lệnh Hồ Thu. Hắc Mẫu Đơn, Đạo Gia, còn nhớ rõ lời lệnh Hồ Thu vừa nói không? Hắn nói hắn không muốn tìm chết. Như Hiếu Đạo, cô muốn nói cái gì? Đã vào thời khắc mấu chốt rồi còn cần phải lòng vòng với ta sao? Hắc Mẫu Đơn, Đạo Gia, không phải người luôn lo lệnh Hồ Thu có mưu đồ sao? Đây chính là cơ hội danh chính ngôn thuận hất hắn đi chi bằng người giả vờ ôm lấy việc này để hắn biết khó mà lui nghiêu hữu đạo cười điểm này cô không bằng hầu tử rồi ta biết tâm ý của cô nhưng cô lại không biết tâm ta ý hắc mẫu đơn ngạc nhiên đạo gia không muốn để cho hắn đi nghiêu hữu đạo hắc hắc một tiếng lên thuyền của ta há cho phép hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi thuyền này của ta không dễ xuống vậy đâu hắc mẫu đơn hắn ở bên cạnh đạo gia cũng chưa từng thấy đạo gia bảo hắn giúp đỡ gì đạo gia lưu lại hắn có dụng ý gì có thể chỉ rõ không bằng không hắn ở ngay sát bên cạnh chúng ta ta không chắc có thể có chừng mực khi ở cùng hắn có một số việc không cần quá rõ nghiêu hữu đạo đưa tay nâng cầm nàng trêu gẹo bị đối phương hơi giận hờ đẩy ra liền cười nói nể tiểu nương tử vũ nghị như vậy được hôm nay ta dạy cô một khóa dạy cô dùng người thế nào dùng người không thể thiện ác quá mức rõ ràng cũng không thể để nhân tổ tình cảm mình thích chi phối dùng người thì không nghi ngờ người nghi người cũng muốn dùng mấu chốt phải nhìn rõ được chỗ hữu dụng lấy ví dụ như cô ta đối với cô là dùng người thì không nghi ngờ người mà đối với hắn cho dù biết khả nghi dùng cũng không sao cứ nắm chắc mức độ ta được cô cũng biết hắn có mưu đồ với ta hắn cho rằng hắn có mưu đồ với ta vậy há có thể ngăn ta không có mưu đồ với hắn ta không để ý hắn có mưu đồ gì hắn ở bên cạnh ta thân thiết như vậy đơn giản là muốn lấy lòng tin ở ta ta sẽ khiến hắn dần dần hiểu rõ như thế muốn lấy được lòng tin vẫn chưa đủ muốn lấy được lòng tin của ta thì phải bỏ ra thành ý. Thành ý là gì? Có chuyện thích hợp ta sẽ cho hắn đi làm, để lấy lòng tin của ta, chắc chắn hắn sẽ bỏ hết sức, chờ hắn càng lún càng sâu, chờ hắn không cách nào tự kiềm chế được, hắn dĩ nhiên sẽ là người của ta, ý đồ hắn đến tự nhiên ta cũng sẽ biết. Có một số việc gấp không được, phải có kiên nhẫn. Có câu bọ ngựa bắt ve, ve không phải ve, hoàng tước ở sau, đã hiểu rõ chưa? Hắc mẫu đơn á khẩu không trả lời được, bắt mồ hôi lạnh thay lạnh hồ thu. Xứng ra cái gì, đi, như hiểu đạo đưa tay khẽ vỗ mông nàng, rất đàn hồi, cảm giác không tệ. Hắc mẫu đơn vô thức đưa tay cản ở mông, chậm một bước, như hiểu đạo vỗ xong chân như bôi nhớt đã lẩn đi, chạy nhanh như trôm khiến nàng trợn mắt, mắng, bạc tình bạc nghĩa. Có điều giữa hàng lông mày lại có ý cười, như hiểu đạo đã dần dần tái máy tay chân với nàng, quan hệ rõ ràng đã gần gũi hơn trước khá nhiều, đây là điểm tốt. Tình hình thế nào rồi? Nghiêu hữu đạo đi tới tiểu viện đệ tử Thiên Ngọc Môn ở, nhìn lệnh hồ thu chắp tay đi qua đi lại, đến gần hỏi một tiếng. Lệnh hồ thu hất cằm về phía một gian phòng cửa sổ đóng chặt, lão phong ra mình trong phòng không chịu ra kìa, chắc đang nhìn tưởng hối lỗi. Huynh còn tâm tư nói đùa, Nghiêu hữu đạo khinh bỉ một tiếng, đưa tay gọi một đệ tử Thiên Ngọc Môn tới, bảo sư bá của ngươi ra đi. Đệ tử kia nói, không biết sao sư bá không chịu ra, bảo chúng ta đừng làm phiền hắn. Nghiêu hữu đạo chắp tay. Hét lớn, phong lão ca, chúng ta đến từ giã huynh, chúng ta về quận Thanh Sơn trước, huynh bảo trọng. Lệnh hồ thu không kìm được bật cười, chỉ chỉ nghiêu hữu đạo, có vẻ nói người thật xấu xa. Nhưng lời la hét này có hiệu quả rất tốt, cửa phòng kết mở ra, phong ân thái lách mình ra trong nháy mắt, lớn tiếng nói, lão đệ, vì sao vội vã rời đi như vậy. Dung nhan của lão bây giờ thực sự không dám khen, hai mắt hiện đầy tơ máu, dâu và tóc rối bù, tâm trạng lo lắng đến mức độ nào vừa nhìn đã biết. Lệnh Hồ Thu và Nghiêu Hữu Đạo nhìn nhau, có thể hiểu được lo lắng trong lòng Phong Ân Thái. Ở mức nào đó Nghiêu Hữu Đạo còn hiểu hơn cả Lệnh Hồ Thu. Phong Ân Thái được Thiên Ngọc Môn Phái đến chủ trì chuyện chiến mã, mãi chưa lập được công, cũng tổn thất không nhỏ. Lúc này Thiên Ngọc Môn mới nghĩ cách để ba phái và Nghiêu Hữu Đạo đến. Bây giờ, chuyện chưa thành, trợ lực Thiên Ngọc Môn cung cấp cho lão cũng bị phá hủy rồi. Bên này có được lời hứa chia lợi ích từ rượu của Thiên Ngọc Môn rồi, hoàn toàn có thể rời đi, còn phong ân thái lão thì phải làm sao bây giờ? Trước kia mãi không giải quyết được, giờ có thể giải quyết được sao? Giờ chuyện làm không tốt khiến thiên ngọc môn sẽ tổn thất vô ích là chuyện khác, làm không tốt có khi còn khiến thiên ngọc môn rước lấy họa diệt môn, phiền phức lớn rồi chắc chờ khi thiên ngọc môn nhận được tin sẽ lột sống ra lão mất. Phong ân thái đưa tay kéo cánh tay như hữu đạo, vô cùng sốt ruột nói, đều nghe hiệu mệnh của dung bình quận vương, chuyện chưa thành bỏ lại thiên ngọc môn ta mà đi không phải hơi quá đáng sao. Như hiếu đạo thở dài, không phải tối qua huynh đã nói, đồ đưa cho huynh nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành sao, lão ca hẳn là muốn đổi ý. Giấy trắng mực đen vẫn còn đấy. Phong ân thái nặn ra nụ cười, nói, lão đệ đừng đi vội, tối qua là ta hồ đồ gây ra sai lầm lớn, đệ xem, văn điệp cho phép suốt cảnh 10 vạn chiến mã kia ta trả lại cho đệ, thế nào? Lời này vừa nói ra, đệ tử thiên ngọc môn bên cạnh giật nảy cả mình, thứ trong lời đồn bên ngoài kia đã chuyển đến tay thiên ngọc môn rồi sao? món đồ bỏng tay như vậy sao sư bá cũng dám nhận nghiêu hiếu đạo hỏi lại phong lão ca lão phong phong đại gia huynh đang nói đùa sao huynh cho rằng ta điếc hay mù cho rằng ta không biết chuyện bên ngoài sao huynh làm như vậy không khỏi khinh người quá đáng ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta phong ân thái vứt bỏ thể diện liên tục chắp tay bồi tội năn nỉ nói lão đệ là thế này bên ngoài đồn đồ trong tay đệ khí ước kia đệ có thể tạm hoãn công khai tạm thời chịu trách nhiệm trước không nghiêu hữu đạo cắt ngang nói dài dòng cũng vô ích trong lòng huynh và ta đều biết rõ lúc này bên ngoài chỉ e có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm chỉ thiếu đến tận cửa cướp nếu đây không phải kinh thành tề quốc đã không biết có bao nhiêu kẻ giết vào rồi huynh muốn đi sẽ đi được sao giờ trong viện này bất kỳ là ai cũng đừng mong dễ dàng thoát thân đều rất có khả năng sẽ bị bắt đi làm con tin giữa đường được rồi chuyện này coi như ta tạm thời gánh lấy để các ngươi tạm thời thoát thân ta đây ta làm sao bây giờ sau đó sẽ không biết có bao nhiêu người muốn tìm ta yêu cầu này nọ ta có thể chọi cứng sao vậy sẽ đắc tội bao nhiêu người nếu ta không muốn sống thì còn tạm được chỉ cần ta lộ ra chứng cứ chứng minh đồ trên tay thiên ngọc môn các huynh số người đếm không hết kia sẽ bao vây chặn đánh huynh cảm thấy các huynh nắm chắc được bao nhiêu khả năng trở về thiên ngọc môn lão ca nghe ta một câu giờ huynh ra ngoài trước mặt tất cả mọi người đưa đồ này cho người khác đi chỉ cần đưa ra ngoài chúng ta sẽ thanh thịnh nếu không lưu lại thứ này trong tay sẽ thật sự chết người đấy, Thiên Ngọc môn huynh có bao nhiêu đệ tử cũng không đủ cho ngoài đó giết đâu. Phong Ân Thái mặt mày khổ sở nói, thứ này ta có thể làm chủ lấy được chứ không thể làm chủ đưa cho người khác. như Hữu đạo thắc mắc, không phải ban nãy huynh vừa nói trả lại cho ta sao? Phong Ân Thái trột dạ một câu, đưa cho đệ là đưa cho đệ, sao có thể giống đưa người khác. Chương 432, hoàng đế này giỏi bẫy người ta thật. Mẹ kiếp, như Hữu đạo hiểu rõ ý lão gia hỏa này đây là muốn đẩy trách nhiệm lên người hắn. Nếu hắn đưa thứ này cho người khác, chuyện chia lợi nhuận rượu chắc chắn Thiên Ngọc Môn dễ nói hơn nhiều, Phong Ân Thái có thể coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Không khỏi cười lạnh nói, Lão Phong, huynh tính toán hay thật đấy, huynh muốn lừa ta đấy à? Phong Ân Thái cười khổ nói, không phải lừa đệ, Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã đấy, sức mạnh của thứ này cả ta và đệ để rõ, cứ như vậy đưa cho người khác, đệ bảo ta ăn nói sao với sư môn, Ta hiểu ý lão đệ nhưng chuyện lớn như vậy ta thật sự không làm chủ được, phải chờ sư môn quyết định. Huynh đang đùa đấy à, như hiểu đạo vung tay chỉ ra ngoài, kim sĩ đưa tin, tin đi tin về phải hai ba ngày, người nhìn chầm chầm bên ngoài chờ được lâu vậy sao? Huynh có tin đợi lúc nữa sẽ có người tìm đến cửa, bức huynh cho câu trả lời đấy. Phong ân thái thở dài, lão đệ, cho nên ta hy vọng trước đó để tạm thời gánh vác chuyện này, đừng công khai khế ước giữa chúng ta, chờ tin sư môn đến mới quyết định nghiêu hữu đạo hắc hắc một tiếng lão phong huynh có còn biết xấu hổ không tối hôm qua là ai nhất định muốn ta đồng ý có lợi là của huynh có phiền phức giao lại cho ta huynh có còn nói lý nữa không vậy phong ân thái không phải ta vẫn đang thương lượng với đệ sao nghiêu hữu đạo cần thương lượng sao không cần thương lượng ta chắc chắn sẽ không đồng ý phong ân thái ai thán cũng tự biết vô lý trầm trầm nói đưa bao nhiêu nghiêu hữu đạo cái gì cần đưa bao nhiêu Phong ân thái, người văn điệp cho phép xuất cảnh, để cảm thấy nên đưa bao nhiêu thì phù hợp. Nghiêu hiểu đạo kinh ngạc, huynh còn muốn giữ lại à? Đã bị để mắt rồi, tờ nào cũng là phiền phức, tặng hết cả đi. Phong ân thái chấn kinh, không giữ lại tờ nào. Tặng hết đi, như vậy sao được, nghiêu hiểu đạo coi như đã lĩnh giáo dụng ý hoàng đến, nhìn dáng vẻ phong ân thái liền hiểu. Tình hình thế này rồi còn không muốn nhả ra, những người khác không nghĩ cũng biết, đều bị lòng tham quấy nhiễu cả rồi. Nói đi thì nói lại, hắn sao lại không động lòng tham, nếu không tối qua chắc chắn sẽ quả quyết cự tuyệt, tóm lại việc này ai tham kẻ đó không may. Chuyện cho tới bây giờ, chắc ai cũng có thể nhận ra văn điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã này là mồi nhử, mồi nhử sáng loáng nhưng vẫn có người muốn cắn câu, nếu nói mọi người có thể bỏ mặc bọn hắn mang theo những vật này thuận lợi rời đi ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Được, huynh thích làm sao thì làm, tóm lại chuyện không liên quan đến ta. Như hữu đạo phất ống tay áo một cái định đi, lão đệ, Phong ân thái giữ chặt cánh tay hắn, Nghiêu Hữu đạo bỗng nhiên quay đầu lại nói, huynh muốn thế nào? Muốn giết ta diệt khẩu hay muốn cướp khế ước, ta cho huynh biết, động thủ chưa hẳn các người đã chiếm tiện nghi lớn đâu. Còn nữa, huynh đừng quên đây là kinh thành tề quốc, vừa có động tính các người cũng đừng mong tốt lành. Lệnh hồ thu lúc này quả quyết lên tiếng nói, lão Phong, ta khuyên huynh tốt nhất chớ làm loạn, hắn là huynh đệ kết bái của ta đấy. Đây là lúc đồng tâm hiệp lực, ta giết đệ diệt khẩu làm gì? Phong ân thái kiên quyết phủ nhận có này ý đồ, nghiêm mặt nói, lão đệ, đệ nên biết, đây không chỉ là chuyện của riêng thiên ngọc môn ta. Thiên ngọc môn mà sụp, dung bình quận vương sẽ tự vệ thế nào? Ba phái lưu tiên tông có góp lại cũng chẳng bằng được đâu, đến lúc đó lão đệ tự xử lý như thế nào? Lui một vạn bước nói, lão đệ không muốn cùng chung hoạn nạn với thiên ngọc môn ra, sau này thiên ngọc môn ta sao có thể chung phú quý với lão đệ? Như hiểu đạo hất lão ra, có kích động muốn chửi thề, lúc trước vì sao hắn không nói cho ba phái chân tướng vì sao phải chạy đi khuyên nhủ chính là bởi vì cái này thiên ngọc môn sụp đổ thương triều tông cũng phải xong đời hắn cũng đừng mong tốt đẹp chuyện xảy ra hắn biết mình sẽ bị kéo xuống nước lúc này hắn đã là châu chấu cùng một sợi thừng với thiên ngọc môn mặc dù vậy hắn vẫn cười lạnh nói lão phong huynh đây là đang uy hiếp ta sao phong ân thái vội vàng khoát tay nói tuyệt đối không có ý này chỉ đang trần thuật sự thật lão đệ là người thông minh nên ta như hữu đạo ta bảo ngươi tặng đồ cho người ta ngươi không chịu thì còn có gì để thương lượng nữa phong ân thái chợt thấp giọng nói để xem thế này như thế nào để ra mặt ổn định tình hình trước ở đây ta âm thầm đào địa đạo chúng ta lặng lẽ trốn khỏi nơi này như hữu đạo hòa thượng chạy được miếu không chạy được chỉ e chúng ta còn chưa thoát khỏi cảnh nội tề quốc đã có người tìm thiên ngọc môn ngươi tạo áp lực rồi phong ân thái cho nên mới cần để tạm thời chống đỡ đợi thiên ngọc môn chuẩn bị xong con đường vận chuyển chiến mã Đợi chiến mã ra khỏi cảnh nội tề quốc, Mười văn điệp cho phép suốt cảnh kia đã rơi đều các nhà, ván đã đóng thuyền còn ai có thể chạy đến triệu quốc chặn đường chiến mã được nữa, những người khác cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Nghiêu hiểu đạo, cách này không tệ, nếu không chúng ta đổi lại chút đi, thiên ngọc môn các người chống đỡ, con đường vận chuyển chiến mã ta khơi thông, thế nào? Hắn không thể nào đồng ý điều kiện này, hắn có ngốc đến hồ đồ mới lưu lại đây hấp dẫn hỏa lực, sau này cho dù thiên ngọc môn xong chuyện rồi, hắn đùa nhiều người như vậy, hắn còn có thể sống được rời đi sao? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, lệnh hồ thu hơi buồn cười, khóe miệng cố nín ý cười, phát hiện huynh đệ kết bái này của mình rất khó dây dưa, không hề dễ lừa gạt. Phong ân thái, tặng hết những thứ này cho người ta thì không thể, ta không cách nào ăn nói với sư môn. Nếu không thế này, bán hết toàn bộ thứ này lấy về một khoản tiền lớn, ta cũng tiện có cái ăn nói với sư môn. Như hiểu đạo rất muốn hỏi thử lão có phải thèm tiền không thèm mạng đúng không nhưng lời đến miệng đành nuốt lại, được, ta tán thành ngươi làm vậy, nếu không có ý kiến gì khác thì cứ quyết định vậy đi. Ta đi công khai đồ đã ở trong tay các người, các người đang chuẩn bị bán đồ nhé. Nói xong chắp tay cáo từ, chờ một chút, Phong ân thái gọi hắn lại, vẫn chưa phải lúc công khai, giờ vẫn chưa quyết sư môn quyết định như thế nào, ta thật sự không thể lại phạm thêm sai lầm nữa. Nhiều hiểu đạo ha ha một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe ý trong lời của ngươi có phải vẫn cần ta chống đỡ trước một thời gian không? Phong ân thái chắp tay cầu xin, lão đệ, thời khắc trước mắt nên đồng tâm hiệp lực, nội bộ chúng ta không thể xảy ra nội chiến được. Như hữu đạo gật đầu, được, phong lão ca đã nói đến mức này, cũng lui một bước, như vậy đi, ta có thể chống đỡ cho các người một thời gian, đợi tin của thiên ngọc môn đưa tới mới quyết định cuối cùng, có điều mười văn điệp cho phép xuất cảnh phải giao cho ta, do ta bảo quản, nếu không các người lén chạy đi ta biết tìm ai. Chỉ cần lấy lại văn điệp hắn có thể bỏ của chạy lấy người bất cứ lúc nào, tạm chống đỡ trước cũng không phải không thể chấp nhận. phong ân thái, chẳng lẽ lão đệ không tin ta? như hữu đạo là ngươi không tin ta chứ? chỉ cần ngươi không chạy, đồ vật để ở tay ta thì đã sao? phong ân thái, đệ sẽ không lén bán đi chứ? như hữu đạo, lén bán không để người ta biết đồ đã rời khỏi tay. đầu óc ta có bệnh thích đem rắc rối về người còn tạm được, người thử lén đi bán một cái cho ta xem thử nào. phong ân thái cười khan một tiếng, cũng đúng, thứ này chỉ có thể quang minh chính đại rời khỏi tay. Nếu không bán hay không bán có gì khác biệt. Nếu ngươi thực sự không tin ta, vậy thì có thể phái người theo dõi ta, ta chắc chắn sẽ không đào đất bỏ chạy đâu." Nghiêu Hữu Đạo nói xong duỗi tay, để lão giao đồ ra. Phong Ân Thái đưa tay vào ngực do dự một chút, lại rụt tay về, "Lão đệ, vẫn nên viết một biên lai, like, lỡ như lão đệ không thừa nhận, ta cũng chẳng cách nào giải thích." Chương 433: Ý đồ không rõ. Nghiêu Hữu Đạo chế nhạo nói, "Lão Phong, giờ đã biết ai không tin ai rồi chứ?" Tuy là nói như vậy, Nưu Hiếu Đạo vẫn viết biên lai, like, có vài việc đem tin hay không tin ra cân nhắc không khỏi buồn cười, hai bên không có tình cảm sâu đậm như vậy. Cuối cùng, hai người một tay giao văn điệp, một tay giao biên lai. Like. Phong Ân Thái đưa mắt nhìn đám Nưu Hữu Đạo rời đi, cúi đầu nhìn biên lai like trong tay quả thực là khóc không ra nước mắt, vòng vèo một vòng, gây ra một mớ phiền phức trong tay thừa thêm thứ này. Về tới viện của Nưu Hữu Đạo, Lệnh Hồ Thu hỏi, "Lão đệ, thứ này cho dù có bán, ai nấy đều biết có món tiền khổng lồ tồn tại." Tiền này e không dễ mang đi. Nếu nói không ai ngấp nghé, ta không tin, ta đề nghị vẫn nên trực tiếp tặng người ta đi. Nghiêu Hữu Đạo, xem thử Thiên Ngọc Môn quyết định như thế nào đã. Nếu Thiên Ngọc Môn nhất định muốn số tiền này, muốn tiền không cần mạng là chuyện của họ, không liên quan gì tới ta. Lệnh Hồ Thu, thứ này thật sự là phòng tay, công khai tặng người ta, người ta chưa chắc đã dám nhận, bán cũng không ai dám công khai mua, ai cũng biết mặc kệ ai công khai cầm thứ này đều sẽ phiền phức ngập trời thứ này nhất định phải để người ta lén lút chém giết tranh đoạt. Nghiêu hữu đạo hỏi, tổ chức một buổi đấu giá thì sao? Công khai bán, người có ý mua âm thầm, người mua mua trong âm thầm rồi âm thầm rời đi. Lệnh hồ thu, âm thầm rời đi. Rõ ràng Hảo Vân Đồ muốn gây ra một trận gió tanh mưa máu, để cảm thấy hắn sẽ để cho mọi chuyện diễn ra lặng lẽ sao? Để cảm thấy hắn sẽ tặng không để 10 vạn chiến mã sao? Nơi này là địa bàn của hắn, Mặc kệ ai âm thầm mua vật tới tay, để cảm thấy sẽ che được con mắt hắn sao? Hắn sẽ không ngồi yên không để ý, nhất định sẽ âm thầm trợ giúp, 89 phần 10 là sẽ bại lộ. Lão đệ, ta nhắc nhở đệ một câu, chỉ cần nhận quân cờ của Hạo Vân Đồ thì chỉ có thể dựa theo ý của hắn để đi. Theo ý hắn, để hắn hài lòng, để có thể giữ mạng, làm trái ý hắn, khiến hắn mất mặt, đệ đừng mong sống sót rời khỏi Tây Quốc. Cho nên ta khuyên đệ tốt nhất đừng đối nghịch hắn, đệ không có thực lực đó lời nhắc nhở này rất kịp thời vẻ mặt nghiêu hữu đạo nghiêm lại hắn lại có thêm một nhận thức khác về tầm nghiêm trọng của sự việc không đơn thuần là những tu sĩ nhìn chằm chằm vào cặp mắt trong hoàng cung kia cũng ngó chừng phong ân thái muốn đạo địa đạo mang đồ bỏ chạy đúng là trò cười hoàng đế này giỏi hố người ta thật nghiêu hữu đạo không kìm được buông tiếng thở dài hai người tán gẫu vài câu chờ lệnh hồ thu đi hắc mẫu đơn hỏi đạo ra chúng ta còn cần đi bái phỏng những quý nhân kia nữa không còn bái với phỏng cái gì hạo vân đồ đã làm như vậy cho dù đến nhà quỷ cũng sẽ không gặp ta như hữu đạo lắc đầu buông tiếng thở dài lại tiếp tục quay đầu lại nói an bài người ra ngoài thăm dò sâu cạt nhìn xem tình huống bên ngoài như thế nào rõ hắc mẫu đơn đáp quay đầu đi an bài quận thanh sơn mặt trời mới mọc ánh nắng chó trang chiếu tầng tầng lên rừng núi bước chân thương thục thanh nặng nề leo lên một đỉnh núi đến bên ngoài đền thờ tông môn mới xây của lưu tiên tông thờ hồng hộc ngẩng đầu nhìn chữ trên đền thờ nâng tay áo lau mồ hôi trước chán phí trường lưu nghe tin mau chóng chạy ra đích thân nghênh đón chắp tay chào quận chúa sao lại tới đây thương thuộc thanh cười nói phí trưởng môn có tin gì mới của ngưu hữu đạo chưa phí trường lưu nói nơi đây quận chúa lui tới không tiện có tin tức mới nhất ta tự nhiên sẽ đến thông báo ánh mắt quét lên lớp mồ hôi dịn trên chán nàng chỗ ba phái vừa xây tông môn tu sĩ lui tới không sao nhưng đối với phạm nhân mà nói đúng là hơi dốc đứng hiểm trở leo lên đúng là hơi khó khăn. Thương Thục Thanh, ca ta tương đối quan tâm đến tin tức của đạo gia bên kinh thành tề quốc cho nên ta đến hỏi một chút. Bản thân nàng thực sự cũng rất chú ý, hôm qua vừa nhận được tin bên kinh thành tề quốc có người cố ý ngáng chân như hữu đạo. Hắn vừa tới kinh thành tề quốc đã rước lấy một đống người tới cửa tìm phiền toái, nói ngày hôm sau phải quyết chiến trên phi bộc đài gì đó. Nghe được tin này, nàng cả đêm trần trọc không ngủ được, trời vừa sáng đã đi tìm hiểu tin tức. Bên thương triều tông không có đường dây liên lạc trực tiếp với phía nghiêu hữu đạo, truyền tin của thiên ngọc môn đờ không trực tiếp truyền cho thương triều tông mà trực tiếp truyền về tông môn cho thiên ngọc môn. Trên núi này có thể liên lạc trực tiếp với đệ tử ba phái, dĩ nhiên thương thục thanh phải đến tìm người ba phái nghe ngóng tin tức trước tiên. Phí trường lưu vuốt cầm nói, ta cũng rất chú ý đến việc này, có điều trước mắt chưa có tin gì. Quận chúa yên tâm, tin tức vừa đến, ta sẽ sai người thông báo quận chúa đầu tiên. Vẫn chưa tới à, Thương Thục Thanh hơi có vẻ thất vọng hỏi một tiếng. Phí Trường Lưu khẽ lắc đầu, "Vẫn chưa, theo tính toán thời gian hẳn là có kết quả rồi, tin tức cũng sắp đến." Quận chúa mời vào trong dùng trà, lão nghiêng người nhường đường, đưa tay mời. Thương Thục Thanh dịu dàng cười một tiếng, "Không cần, ta không vào quấy rầy nữa, cáo từ." "Được." Phí Trường Lưu gật đầu, vừa phất tay gọi người tới, chuẩn bị bảo đệ tử đưa Thương Thục Thanh xuống núi, đằng sau có người bước nhanh tới cầm trang giấy trong tay dâng lên, trưởng môn, kinh thành tề quốc có tin. Ồ, phí trường lưu lập tức lấy ra xem, thương thuộc thành cũng dừng ý định quay người rời đi lại, ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hồi trên cầm, chờ mắt nhìn lão. Trên mắt phí trường lưu dần lộ ý cười, đưa tờ giấy trong tay ra, như hữu đạo chính là như hữu đạo, xuất thủ bất phàm, trông có vẻ là phiền phức dây dưa không dứt vậy mà bị hắn tiện tay hóa giải, quận chúa mời xem, có thể mời vương ra yên tâm thương thục thanh đón tờ giấy trong tay xem kỹ nội dung đã dịch ra trong đó nói nghiêu hữu đạo không tiếp nhận khiêu chiến mà là phái một đám người trực tiếp xử lý người khiêu chiến trước mặt mọi người chấn nhiếp đám đạo trích bốn phương đã không còn ai dám đi khiêu chiến nghiêu hữu đạo nữa tạ phí trưởng môn ta đi bẩm báo ca ta đã thương thục thanh hai tay trả lại trang giấy trong tay phí trường lưu nhận lại phất tay với một nữ đệ tử bên cạnh đưa quận chúa xuống núi vâng quận chúa mời nữ đệ tử đưa tay mời Phí trường lưu đưa mắt nhìn thân hình yểu điệu của thương thục thanh xuống núi, có chút tiếc rẻ buông tiếng thở dài, ai? Một nữ tử tốt có phẩm tính và tư thái tuyệt hảo, xuất thân cũng không kém, lại có khuôn mặt đáng sợ, niên hoa tươi đẹp thật sự bị hủy trên khuôn mặt này. Nam nhân bình thường một chút ai dám cưới một gương mặt như vậy? Đời này khó tránh khỏi cô đơn, là người mệnh khổ. Giờ lão đã quen với gương mặt thương thục thanh, lúc lần đầu nhìn thấy thực sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng không phải vấn đề tướng mạo đẹp hay không, bình thường hoặc thậm chí xấu một chút cũng thôi đi, bộ dạng nàng lại cực kỳ dọa người. Một người đang tốt lành, sao lại mọc một cái bớt đáng sợ như vậy trên mặt chứ? Đúng là làm người ta thổn thức, đường núi dốc đứng, thương thuộc thanh bước từng bước cẩn thận xuống núi thỉnh thoảng trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Tuy nói nguy cơ đạo gia gặp phải lại một lần nữa hóa giải thuận lợi nhưng trên đường đi vẫn sẽ gặp phải cao thủ chặn giết. Vừa tới kinh thành tề quốc đã có người hại, nếu nói về sau sẽ thuận buồm xuôi gió nàng không thể tin. Sau này không biết còn bao nhiêu chuyện nguy hiểm đang chờ đạo ra, nguy cơ chập trùng vừa nghĩ đủ khiến nàng lo lắng. Trong sườn núi cây cối dày đặc, Hồ Diên vô hận người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành lẳng lặng nhìn vách núi đối diện. Trên vách núi đột nhiên có động tính, xuất hiện một loạt bóng người, vung tay quảng ra một loạt dây thừng leo từ đỉnh núi xuống. Dây thừng còn lắc lư trên vách núi đá, hơn 10 tiểu tử động tác nhanh nhẹn trên vách núi trực tiếp nhảy từ đỉnh núi xuống, ai nấy đều dẫm lên vách đá thẳng đứng nhanh chóng hạ xuống. chương 434, Viên Cương, Tô Chiếu một Cảnh này khiến con người hô diên vô hận co rút, nhìn chằm chằm. Cha hồ ở bên chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm phản ứng hô diên vô hận. Hết nhóm tiểu tử này đến nhóm tiểu tử khác nhảy từ trên đỉnh núi xuống. Trên mặt sông là mấy bè gỗ, mấy chục người đứng trên bè gỗ, viên cương đứng giữa đám đó đột nhiên gõ rủi trống, một tiếng thùng nện lên mặt trống mấy chục người từ trên bè gỗ lập tức nhao nhao nhảy xuống nước, liều mạng bơi đến sườn núi, nhóm tiểu tử từ trên vách núi nhảy xuống sau khi tháo nút bên hông liền quay đầu nhảy xuống nước, bơi về phía bè gỗ. Đám tiểu tử ướt xuống bò lên bờ nhanh chóng bắt lấy dây thường treo ở vách núi, nhanh chóng leo lên vách núi. Đám tiểu tử bơi tới bên cạnh bè gỗ nhanh chóng đứng vững trên bè gỗ đang trôi, đẩy bè gỗ ngược dòng nước liều mạng bơi lên thượng du. Trên bè gỗ chỉ có một mình viên cương đứng thẳng tắp, dần ngược dòng bơi ra xa. Trên vách núi dựng đứng, nhóm người leo lên vách núi cuối cùng nhanh chóng rút dây thừng, sau khi dây thừng rủ trên vách núi biến mất, bóng dáng đám tiểu tử trên vách núi cũng biến mất ở vách núi khác, không biết đi đâu. Phù, lúc này Hồ Diên vô hận mới thở phù một hơi, nghe nói viên cương mang theo hỏa kế trong tiệm lên núi giày vò nên không nhịn được đến xem xét, muốn thử xem đang chơi trò gì, mấu chốt là người báo cáo cũng không nói rõ là đang chơi cái gì. Tới đây xem rồi, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, cảnh đám tiểu tử kết thành từng đội nhanh chóng lao xuống khiến ông chấn động không nhẹ, chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy. Trên trăm người, lên núi thì lên núi, xuống nước thì xuống nước, có điều chỉ trong chốc lát đã biến mất tâm, vô cùng thần tốc đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với ông. Cha hồ cười hỏi, tướng quân cảm thấy như thế nào? Hồ Diên vô hận, binh quý thần tốc, kỳ binh, không phải cưới thiết kỵ mà vô cùng kỳ quái. Thử nghĩ nếu có người dựa vào sức mạnh địa thế đóng quân, không ngờ rằng đằng sau có kỳ binh từ trên trời rơi xuống thừa lúc đêm tối tập kích bất ngờ tất nhiên sẽ bị đánh cho không kịp trở tay lại dựa vào tiến công chính diện quân địch thất bại cha hồ trên thảo nguyên hình như phương thức này không có đất dụng võ hồ diên vô hận kỳ binh hắn huấn luyện căn bản không phải là nhân mã để cứng rắn đối chọi trên chiến trường mà là kỳ binh thích hợp thâm nhập tuần tra tập kích mô hình nhỏ cha hồ cho dù không phải ở thảo nguyên mà đưa vào cảnh nội nước khác trên chiến trường có tu sĩ tham gia cảnh giới cách thâm nhập điều tra này của bọn hắn hình như cũng chẳng có đất dụng võ. Hồ Diên vô hận khẽ vuốt cằm, cũng không biết hắn huấn luyện như vậy để làm gì, có điều. Chỉ vài ngày mà có thể thao luyện một đám người ra thế này thật sự không thể tưởng tượng được, những người này không có vấn đề gì sao. Cha hổ cũng không phải ngay từ đầu đã lưu loát như vậy, mấy ngày nay bọn họ luôn tập leo lên leo xuống. Lúc bắt đầu động tác rất phụng về, giờ dần dần đã ra hình ra dạng rồi. Còn những người này, nổ tài đều đã tra xét, về mặt thân phận không có vấn đề gì, những người này cũng đều là hỏa kế do Tam thiếu gia đích thân lựa chọn trong vạn người. Nô tài đích thân hỏi Tam thiếu gia, An Thái Bình có bất kỳ hình thức quấy nhiễu Tam thiếu gia tuyển người gì không? Tam thiếu gia nói chỉ tùy tiện chọn, người An Thái Bình thực sự tham gia lựa chọn là hai vị thiếu chân cụt tay kia. Sau đó An Thái Bình lại tỉ mỉ chọn ra gần 200 tiểu hỏa tử cường tráng trong số 300 người, sau khi nhận người liền trực tiếp thao luyện, ban ngày một nửa làm việc, một nửa được hắn thao luyện, giao ban thay phiên chắc hẳn cũng không vấn đề gì. Tướng quân thử nghĩ, nếu thật sự có vấn đề gì An Thái Bình dám trắng trợn như vậy sao? Hơn nữa, chỉ có vài người này, đối mặt với Pháp sư thủ hộ kinh thành cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì. Nếu 200 tu sĩ, thế thì thật sự phải cẩn thận một chút. Tướng quân, có chuyện này thực sự hơi kỳ quái, theo trưởng quỹ đậu hũ quán nói, vị ở Bạch Vân Gian kia hình như cố ý tiếp cận An Thái Bình. Hồ Diên vô hận nghiêng đầu nhìn sang, vị kia, cha hổ, tô chiếu, chính là nữ nhân đại vương Tây viện nuôi ở Bạch Vân Gian ấy. Hồ Diên vô hận kỳ quái, ý đồ gì? Cha hổ, không rõ ý đồ. Hồ Diên vô hận, đừng có để xảy ra chuyện tình yêu nam nữ gì đó, tính cách vì Tây viện kia cổ quái, ta không tiện nói gì, ngươi đánh hắn thành tàn phế, hắn sợ ngươi nên ngươi nhìn sát một chút, đừng để an thái bình xảy ra chuyện. Cha hổ nén cười nói, nếu thật như tướng quân nói, lỡ như an thái bình coi trọng nàng ta thì làm sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân nữ nhân kia bề ngoài không tệ. Hồ Diên vô hận xoay người chắp tay sau lưng, thuận đường núi gập gành đi xuống, An Thái Bình chỉ cần điều giáo thêm sẽ là mãnh tướng, lòng dạ ngay thẳng, giữ vững được bản tâm, ở thời loạn thế này rất hiếm có. Đây là khí khái, khí khái của một sư trưởng bách chiến cần có, cũng là người kiêu kỵ quân ta cần. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, còn có tiền đồ tốt đẹp đang chờ hắn, với nước với dân, cái gì nhẹ cái gì nặng. Không thể để cho nữ tử lầu xanh kia hủy hoại thanh danh hắn lúc cần thiết giết đi đậu hũ quán viên cương cưỡi ngựa từ ven hồ chạy tới quẹo vào ngõ nhỏ vừa trở lại hậu viện nhảy xuống ngựa cao trưởng quỹ liền chạy tới chủ nhân bà chủ bạch vân gian tới vẫn chỉ đích danh muốn gặp người không gặp viên cương trực tiếp từ chối có điều lông mày khẽ động tựa hồ nhớ ra cái gì đó tay buộc dây cương dừng lại lại nói chờ một chút cao trưởng quỹ vừa xoay người định đi chuyển lời quay người lại nhìn hắn buộc xong dây cương viên cương quay người ra ngoài lúc đi lướt qua cao trưởng quỹ vứt lại một câu, ta đi gặp nàng ta. Rõ, cao trưởng quỹ cười ha ha, cửa hàng sát đường, trên tiểu lâu, tô chiếu đang thưởng thức bát đậu hũ chân mềm nhìn du thuyền ngoài cửa sổ, tâm trạng không tệ. Tâm trạng nên không tệ, như hữu đạo lại gặp phiền toái, đây không phải là nàng làm, chỉ ở bên xem náo nhiệt như tâm trạng cũng không tệ, thoải mái, hài lòng hả giận, thế là lại có tâm trạng tới đây. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, tần nguyên ở gần cửa sổ quay đầu nói, mời vào viên cương đẩy cửa vào ánh mắt hai nữ nhân một đứng một ngồi trong phòng đều tập trung về phía hắn ánh mắt viên cương đảo qua tần miên rơi lên mặt tô chiếu chăm chú nhìn tô chiếu rồi bước tới đứng trước mặt tô chiếu tô chiếu bị người ta đứng từ trên cao nhìn xuống như vậy có cảm giác áp bức nên chậm rãi đứng dậy vì nguyên nhân tranh lệch chiều cao tô chiếu phải khẽ ngẩng đầu mới có thể mặt đối mặt với đối phương hai người bốn mắt nhìn nhau đôi mắt tô chiếu lóe lên ý cười hai mắt viên cương như biển sâu trời sao không ham sắc Thâm Thúy bằng phẳng. Khi bốn mắt đối nhau Tô Chiếu hơi không cười nổi, khí tức giống được tỏa ra trên người đối phương nàng gần như cảm nhận được rõ ràng. Trước kia trên thuyền hoa cách xa không thấy gì, giờ đứng ở khoảng cách gần, cho dù là cơ thể Tráng Kiện mang tính áp bức của Viên Cương hay đôi mắt bình tĩnh, hoặc là khí tức giống được khiến giống cái phải thuần phục kia đều được Tô Chiếu cảm nhận rõ. Đứng cùng Viên Cương Tô Chiếu mới phát hiện sự khác biệt rõ ràng giữa giới tính. Lần đầu tiên nàng ý thức rõ mình là nữ nhân như vậy. Đối phương là nam nhân, nam nhân chân chính. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt đến mức khiến tim nàng hơi hỗn loạn, đôi mắt sáng hơi tránh né, không còn dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng có thể gọi Viên Cương tới trong lòng vốn có cảm giác yêu việt cao cao tại thượng. Giờ phút này nàng mới phát hiện phàm phu tục tử có ánh mắt bình tĩnh không sợ hãi này đủ nghiêm ép hết thảy cảm giác yêu việt, từ ánh mắt người ta nhìn nàng đủ để có thể nhận ra, hắn ta căn bản chẳng coi thứ nàng cho là cao cao tại thượng ra gì. Cô nương là bà chủ của Bạch Vân Gian. Tên Tô Chiếu, Viên Cương không chút lo sợ hỏi, "Chương 435, Viên Cương, Tô Chiếu hai." Đột nhiên đối mặt với một nam nhân khiến người ta có cảm giác cường liệt này, trong lòng Tô Chiếu hơi luống cuống, đôi mắt sáng nhanh chóng rời đi, ngoài mặt cố gắng duy trì bình tĩnh, hơi nghiêng người, tránh nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói, "Là ta." "Viên Cương, bà chủ Tô không hài lòng về đậu hũ quán." Tô Chiếu cũng tạm, "Viên Cương, vậy cớ sao nhiều lần tìm ta?" Tô Chiếu buồn bực sao cảm thấy mình trở thành phạm nhân bị thẩm vấn rồi? Sao mình phải sợ hắn ta, thế là nàng xoay sang đối mặt, lần trước ông chủ an bảo vệ tỷ nữ của ta, mãi vẫn chưa tới cảm tạ nên dĩ nhiên là phải đến trực tiếp bày tỏ lòng cảm ơn rồi. Viên cương, chỉ tiện tay thôi, không cần khách khí. Tô Chiếu cười nói, cũng không phải tiện tay thôi, ta tận mắt chứng kiến ông chủ an chịu không ít roi để bảo vệ tỷ nữ của ta. Viên cương nhìn chằm chằm mặt nàng, hỏi, vì sao ngươi muốn cảm tạ, Tô Chiếu bị hắn ta nhìn khiến toàn thân không được tự nhiên, nhìn như muốn ghi nhớ kỹ gương mặt mình vậy, trong lòng nàng hơi thẹn quá hóa giận muốn đưa hai ngón tay đâm mù mắt hắn ta, có kiểu nhìn người ta như vậy sao? Tần Nguyên ở bên cạnh cười nói, ông chủ an, người cứ nhìn chằm chằm cô nương ra như vậy thích hợp sao? Viên cương chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta, đáp khuôn mặt khá đẹp muốn nhìn nhiều hơn một chút. Tần Nguyên bị lời này của hắn ta chặn cho nghẹn học, phát hiện vị này đủ thành thật quá, không hề quanh co lòng vòng, Nàng ta giờ khóc giờ cười, có đẹp hơn nữa người cũng không thể nhìn vậy chứ, cô nương ra sao chịu được. Viên cương lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía tô chiếu, trực tiếp hỏi, không thể nhìn sao. Tô chiếu cũng cạn lời, quay trở lại chủ đề trước, người muốn cảm tạ như thế nào. Viên cương, thật sự muốn cảm tạ sao? Đương nhiên, tô chiếu gật đầu, chỉ cần ta đủ khả năng. Viên cương, Bạch Vân Gian rất nổi tiếng ở Kinh Thành nhưng ta vẫn chưa từng đến. Ồ, sắc mặt tô chiếu hơi phức tạp, liếc hắn ta từ trên xuống dưới, ông chủ An cũng muốn thử sự nhiệt tình của cô nương Bạch Vân Gian sao? Viên cương, sự nhiệt tình của cô nương Bạch Vân Gian thì đã biết rồi. Tô Chiếu cùng Tần Miên hai mặt nhìn nhau, Tần Miên tiến lên thử hỏi, ông chủ An đã từng đến Bạch Vân Gian chúng ta? Trong lòng nàng ta thắc mắc, vị này từng đến Bạch Vân Gian sao mình không biết? Lẽ nào là chuyện trước kia? Viên cương, không có. Tần Miên lại càng thắc mắc, người chưa từng đi sao đã biết rồi. Viên Cương nhìn chằm chằm Tô Chiếu, bà chủ Tô chẳng lẽ không phải cô nương Bạch Vân Gian sao? Bà chủ Tô nhiều lần tìm ta, sự nhiệt tình ta đã biết rồi. Hai nữ nhi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là nói cái này, nếu nói như vậy thì thành ra trong lòng hai nàng xấu xa, đã nghĩ đến chuyện nam nữ rồi. Đổi thành người khác nói lời này, hai nàng e đã nổi giận, vì nói Tô Chiếu cũng là cô nương Bạch Vân Gian thật sự chẳng khác gì nói Tô Chiếu cũng bán thân như những cô nương Bạch Vân Gian khác. Nhưng lời này nói ra từ miệng Viên Cương, Hai nàng không hề cảm giác bị sỉ nhục. Không cần nói gì khác, Viên Cương ra mặt chịu đánh vì tiểu tỷ thanh lâu các nàng đã tận mắt nhìn thấy. Tần Nguyên, ý ông chủ An là muốn đi Bạch Vân Gian chúng ta xem thử. Viên Cương, đúng, có thể không, Tô Chiếu cười nói, hoan nghênh người đến, ông chủ An muốn đến lúc nào cũng sẽ